chương 31. Cố chấp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ra ràng hít sâu một hơi, nghe trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm, không có quanh co lòng vòng, nói thẳng. Ta thật là tới cứu ngươi, hành tinh Vegeta rất nhanh liền sẽ bị Phi phá hủy, hắn lần này triệu tập tất cả người sai gian trở về chính là vì một mẻ hốt gọn, hiện tại không trốn nữa liền đến không kịp. Ngươi mới vừa rồi còn gạt ta nói mấy truyền tin xấu, Sephiria nói. Đúng là xấu, lên triệu tập sự tình cũng là trở lại hành tinh Vegeta về sau mới biết được, nhưng là ta biết Friesia tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Ra ra nghiêm túc nhìn xem Sephiria, nói ra. Ta lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng đem ngươi chuyển dời đến trên địa cầu đi, thế nhưng là ai biết ngươi thế mà cự tuyệt, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến một chuyến. Sephiria nghe được chỗ này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chăm chú ra rằng khi đó trong đầu của ta thanh âm là ngươi dở trò quỷ là ta không sai nếu như ngươi lúc đó đáp ứng hiện tại liền sẽ không tại hành tinh vegeta ngươi tốt nhất đem biết đến một năm một mười nói ra sephiria nghiêm túc nhìn xem ra rằng cảm giác được mình cái này đệ đệ giống như đối nàng giấu giếm rất nhiều chuyện nhưng trong lòng lại đã có chút tin tưởng ra rằng bởi vì tại trở về hành tinh vegeta trên đường nàng xác thực nghe được một đạo hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không đi địa cầu thanh âm cái này đều cùng ra rang nói tới có thể đối đầu kỳ thật ta có một loại dự báo tương lai năng lực thời gian rất sớm liền dự cảm đến hành tinh vegeta sẽ hủy diệt ra rang tự nhiên cũng không nói đến lai lịch của mình mà là biên một cái dự báo tương lai năng lực sephiria nghe ra rang giảng thuật nghĩ đến mình gặp được hắn về sau đối phương vẫn nghĩ rời đi hành tinh vegeta cũng đã tin tưởng thân là một cái chiến sĩ trực giác, Sephiria cũng bén nhạy cảm nhận được hành tinh Vegeta bên trên bầu không khí có chút không giống. Freeza phi thuyền thế mà một mực dừng lại tại hành tinh Vegeta bên ngoài, mà lại nghe nói đã thời gian rất lâu, một cái xuất lĩnh khổng lồ quân đoàn lão đại, không hiểu chú ý thủ hạ quân đoàn ở lại một viên cao cấp tinh cầu, nói hắn quan tâm dưới trướng chiến sĩ, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Đáp án chỉ có một cái, Freeza tại mưu đồ lấy cái gì? thật chẳng lẽ như ra rang nói tới fiesja triệu tập tất cả người sai gian là vì một lưới đã kích cho tới nay người sai gian thượng tận cùng fiesja quan hệ kỳ thật không như trong tưởng tượng như vậy hòa thuận bộc phát xung đột là chuyện sớm hay muộn tràn ngập mâu thuẫn tình huống dưới nếu như đổi lại mình là fiesja cũng sẽ không giữ lại người sai gian cái chủng tộc này mau chóng tiêu diệt mới là lựa chọn chính xác sephiria hơi suy tư liền muốn thông trong đó khớp nối một trương gương mặt xinh đẹp trở nên lãnh nhược sương lạnh. Cho nên ngươi đến Mapa hành tinh về sau, liền len lén đi cái kia gọi, địa cầu, tinh cầu, sau đó dùng nơi đó thần kỳ lực lượng muốn mang ta đi. Lãnh đạm ngữ khí trở nên nhu hòa. Đúng vậy a, à, đáng tiếc ngươi không đồng ý, cho nên ta chỉ có thể tới đón ngươi. Cảm ơn ngươi có thể nhớ kỹ ta. Sephiria sờ lấy ra ran đầu, nhẹ giọng hướng hắn nói lời cảm tạ. Nếu như hết thảy đều như ra rang nói như vậy, như vậy hắn hoàn toàn không cần bốc lên phong hiểm trở lại hành tinh Vegeta. Mà hắn trở về, vì mang đi mình, coi như Sephiria bình thường tính cách tương đối lãnh đạm, lúc này trong lòng cũng hiện ra một tia ấm áp. Ra ra ngơ ngác một chút, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi là tỷ tỷ của ta, đương nhiên sẽ không quên ngươi. Cái gì cũng đừng nói, ta hiện tại liền mang ngươi rời đi hành tinh Vegeta, nơi này quá nguy hiểm. Freeza già hôm nay hoặc là chậm nhất ngày mai liền sẽ động thủ không thân là một tên chiến sĩ ta sẽ không trốn tránh đã già muốn phá hủy hành tinh vegeta vậy ta liền sớm giết chết hắn sephiria lắc đầu nói đến già lúc trên mặt tràn ngập sát khí người căn bản không biết già khủng bố hành tinh vegeta bên trên người sai gian tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ra rang vội vàng ngăn cản sephiria ý tưởng điên cuồng này Free xác thực sẽ rất mạnh, nhưng là ta cũng có thể tiến hành cự viên hóa, thường cấp chiến sĩ cự viên hóa sẽ không mất đi lý trí, bằng vào ta sức chiến đấu, cự viên hóa sau năng lượng có thể lập tức tăng lên tới 50.000 sức chiến đấu, coi như tốc độ di động chịu ảnh hưởng, chỉ cần toàn lực phát động công kích, có rất ít người có thể ngăn cản được. Sephiria lúc nói chuyện tràn ngập tự tin, tại vũ trụ hoàn cảnh lớn liền 1.000 sức chiến đấu chiến sĩ đều tình huống rất ít thế giới. 50.000 sức chiến đấu đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là người sai gian hoành hành vũ trụ tự tin nơi phát ra. Ra ràng lại rất nhanh hướng nàng dội đến một chậu nước lạnh. Người không biết không sợ, nếu như người cho rằng biến thành cự viên liền có thể đánh bại Free Asia, vậy liền 10 phần sai. Người biết không, Free Asia cũng là có thể biến thân người ngoài hành tinh, không, hắn biến thân chính xác đến nói là phóng thích năng lượng, bởi vì tự thân lực lượng quá cường đại, free gia bình thường cho mình dưới ba đạo công xiên. Chớ nhìn hắn bình thường cả ngày người vật vô hại ngồi đang phi hành máy bên trên, trên thực tế hắn trạng thái bình thường lúc lực lượng liền đạt tới kinh người 530.000 sức chiến đấu. Mà lại một khi giải khai giải tỏa, lực lượng sẽ còn biên độ lớn tăng lên. 530.000, Sephiria biểu lộ trở nên ngạc nhiên, con ngươi đột nhiên thu nhỏ một vòng, trầm mặt một hồi, yên nguyên cố chấp nói, coi như hắn thật sự có lợi hại như vậy, ta cũng sẽ không lùi bước đất, người sa giang tuyệt đối sẽ không không đánh mà hàng. Cái tên điên này, biết rõ sẽ thất bại vì cái gì còn muốn làm hy sinh vô vị. Ra ràng không phản bác được, thật muốn cậy mở đầu của nàng nhìn xem bên trong đều có chút cái gì. Tên điên. Có lẽ đi, chúng ta người sa giang thay phi s gia công việc, làm lấy thanh lý những tinh cầu khác nhiệm vụ, cho dù có một ngày bị diệt vong, cũng là chuyện đương nhiên. Sephiria mỉm cười, khuôn mặt gần sát Ra Ran, ngươi có năng lực rời đi hành tinh Vegeta, liền đi nhanh lên, không cần thiết lưu lại mạo hiểm, thật tốt bảo trọng. Nói xong, Sephiria dùng sức ông một cái Ra Ran, sau đó nhấc lên năng lượng hư một cái phá vỡ không khí, hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi, đảo mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Ra Ran nhìn xem Sephiria bóng lưng, tức giận nói: gặp quỷ, ngươi chết ta cái này chẳng phải là đến không rồi sao? Dùng sức đánh xuống cánh tay, ra ràng cắn răng, hướng phía Sephiria truy đuổi đi qua. Ngoài không gian Friesia trong phi thuyền, da và người ngoài hành tinh Kikono đi vào Friesia trước mặt. Friesia đại nhân, ngươi quyết định thời gian đã đến. Hô hố, hẳn là cùng những cái kia chán ghét Saiya hầu tử nói tạm biệt, nói thật, ta còn có chút bỏ được không được đâu. Friesia ha ha cười, đột nhiên mở ra tinh hồng sắc con mắt, cái đuôi rất nhỏ đông đưa dưới thân cỡ nhỏ phi hành khí hướng lên trôi nổi, chậm rãi từ phi thuyền buồn điều khiển bên trong đi vào ngoài không gian. Thâm thúy lạnh lẽo ngoài không gian, màu đỏ sậm màu sắc lộ ra một cổ ngột ngạt, tĩnh mịch, chỉ có mấy khỏa sao băng ngẫu nhiên nhanh chóng xẹt qua. Free Asia ngồi phi hành khí tung bay ở tọa giá phi thuyền trên đỉnh, khuôn mặt hướng hành tinh Vegeta, lộ ra khiến người sợ hãi dáng tươi cười. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 hủy diệt thời điểm nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ha 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 Freeza Đại Vương rốt cục muốn hủy diệt hành tinh Vegeta, ta đã sớm nhìn những người Sai Gian đó không thoải mái. Dodoria nhìn thấy Freeza khống chế phi hành khí tiến vào ngoài không gian, trên mặt lộ ra thống khoái dáng tươi cười. Cỡ nào xinh đẹp một khỏa tinh cầu a, lại bởi vì người Sai Gian ngu xuẩn, lập tức liền muốn biến thành trong vũ trụ pháo hoa. Mái tóc màu xanh lục da bông lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm bên trong mang theo ý lạnh đến tận xương tủy. Ha ha, Friest gia quân đoàn mất đi người sa Gian chi này lực lượng trung kiên về sau, thực lực lại nhận tổn thương, nhân viên chiến đấu phải nhanh một chút bổ đủ. Nói chuyện chính là một cái làn da màu xanh lam người ngoài hành tinh, nàng gọi Beriber, bình thường chiếu cố Friest gia sinh hoạt, mặc dù nhìn qua giống một cái lão thái bà nhưng là coi như đối mặt như là bạo quân Friesia cũng có thế không hề cố kỵ phát biểu. Friesia đối với người nào đều tàn nhẫn vô tình, nhưng Duy chỉ có đều ở Beriber trước mặt ăn quả đắng. Cho nên Beriber tại Friesia trong quân đoàn có được tương đối đặc thù địa vị. Yên tâm đi Beriber, quân đoàn chiến sĩ tuyển chọn cũng sớm đã bắt đầu, không bao lâu liền có thể khôi phục thực lực. Thân là quan chỉ huy người ngoài hành tinh Kikono rất là bình tĩnh, hai tay đặt sau lưng khoan thai mà nhìn xem hành tinh Vegeta, thần sắc tương đối lạnh nhạt. Ha ha. Beriber bở cười nhẹ, ánh mắt chuyển hướng xa xa hành tinh Vegeta, màu xanh trắng tinh cầu tại lạnh lẽo trong vũ trụ dị thường xinh đẹp, thật giống như một viên đi qua điêu khắc ống ánh bảo thạch. Nhìn a, à, Freeza đại vương muốn xuất thủ. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy đại vương xuất thủ tất cả người ngoài hành tinh xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà thấy rõ ràng tình huống bên ngoài từng cái ánh mắt nóng bỏng biểu lộ kích động dị thương bọn hắn có rất ít cơ hội nhìn thấy friesja tự mình xuất thủ như thế cơ hội khó được tự nhiên vô cùng chờ mong không ít tội ác người ngoài hành tinh nín thở ngưng thần mười phần mong đợi nhìn xem trên phi thuyền không friesja ngồi tại hắn nho nhỏ phi hành khí bên trên con mắt nhìn xem phương xa hành tinh vegeta miệng bên trong phát ra, hô hố, điên cuồng tiếng cười. Sau đó duỗi ra ngón tay, một viên điểm sáng màu đỏ bỗng nhiên trên ngón tay lấp lóe mấy lần, điểm sáng màu đỏ cấp tốc bành trướng, đột nhiên từ lúc đầu to bằng hạt lạc lập tức bành trướng làm một cái đường kính vài trăm mét hỏa cầu khổng lồ. Đây là Free Asia, tinh cầu hủy diệt đạn, tùy tiện một điểm liền thỏa mãn phá hủy một khỏa tinh cầu. Người sai gian, bồi tiếp tinh cầu của các ngươi cùng một chỗ hủy diệt đi già điên cuồng cười lớn EA à. Ngón tay đột nhiên hướng phía hành tinh Vegeta phương hướng một điểm Viên kia giống như mặt trời đồng dạng ẩn chứa năng lượng cường đại hỏa cầu khổng lồ liền hướng phía hành tinh Vegeta bay đi Làm dần dần tới gần hành tinh Vegeta đại khí thời điểm Lập tức triển lộ ra nó giữ tận kinh khủng một mặt Cao liệt độ năng lượng đè ép đại khí Sinh ra năng lượng kinh khủng gió lốc, Soạt, đại khí bị đẩy ra trên bầu trời phản phất xuất hiện viên thứ hai mặt trời, vô hạn nhiệt lượng đốt cháy đám mây. Một khi để hỏa cầu rơi xuống, như vậy hành tinh Vegeta liền thật xong. Rốt cục xuất thủ, hành tinh Vegeta muốn xong đời. Nguyên lai like Freeza đại vương lực lượng vậy mà như thế khủng bố, thực tế quá tuyệt. Tất cả người ngoài hành tinh trông thấy Freeza phóng thích ra hỏa cầu khổng lồ hướng phía hành tinh Vegeta đi, hoảng sợ lún cuốn đồng thời, thế mà sinh ra vẻ sùng bái nhìn xem trên phi thuyền thân ảnh nho nhỏ lập tức cảm giác cả người đều nhiệt huyết sôi trào hành tinh vegeta bên trên ra rang một đường đuổi theo sephiria nhưng là sephiria tốc độ thực tế quá nhanh sớm đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn thật vất vả đuổi tới vương đô trên không đã thấy sephiria độc thân tung bay ở giữa không trung ngay tại tức giận hướng phía phía dưới phóng thích năng lượng công kích phía dưới là một mảnh bị phá hủy kiến trúc tường đổ bên trên vẫn bốc lên một cổ lửa nóng khói đặc, xem ra vừa bị phá hủy không lâu. Kia là Yuga tinh nhân trung tâm chỉ huy, Sephiria đưa nó phá hủy rồi. Ra rang thân ảnh đi vào Sephiria bên người, trực tiếp nắm chặt cái đuôi của nàng liền muốn chửi ầm lên. Sephiria vung một cái cái đuôi, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Ta đã nhìn qua Yuga tinh nhân thông tin ghi chép, Free đã thông qua bọn hắn thu thập tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người sai gian tin tức. Xem ra ngươi nói đúng, Free Asia thật không muốn để người sai gian sinh tồn tiếp. À, thứ gì? Sephiria đình chỉ nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía chân trời. Từng. Ra ra nghe vậy ngẩng đầu, đã nhìn thấy một viên màu lửa đỏ hỏa cầu khổng lồ xông phá tầng khí quyển rơi xuống, giống như mặt trời va chạm, kinh khủng hỏa cầu dù cho cách nhau rất xa, vẫn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ra rằng lưng phát lạnh. Đáng chết, là Freya, tinh cầu hủy diệt đạn. Freya công kích đã tới. Ta đi ngăn lại nó. Chờ một chút. Ra rằng vừa định muốn nói nguyên ngăn không được, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Sephiria liền đã cấp tốc lên không, sau đó hướng phía trên bầu trời hỏa cầu phóng thích năng lượng công kích năng lượng màu lam đậm cột sáng từ sephiria hai tay ở giữa phóng thích thẳng tắp phóng hướng thiên không nhưng là điểm ấy năng lượng cùng tinh cầu hủy diệt đạn so ra quả thực không có ý nghĩa màu lam cột sáng bị không ngừng đẩy về thật mạnh sephiria cắn chặt răng tinh xảo trên mặt lộ ra trắng bệch chi sắc chuyện gì xảy ra là Friesia hắn muốn hủy diệt cả viên hành tinh vegeta đúng lúc này Vương đô phụ cận người Sai Gian nhau nhau phản ứng lại, ý thức được nguy cơ tiến đến người Sai Gian nhóm tất cả đều bắt đầu xuất thủ. Từng đạo màu xanh thẳm năng lượng sống xung kích đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trên bầu trời hỏa cầu phóng đi. Vương đô địa khu tụ tập hành tinh Vegeta cường đại nhất một nhóm người Sai Gian, có thể nói là toàn bộ người Sai Gian nhất tộc tinh anh. Bồng, 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 năng lượng cột sáng từng đạo dập tắt tại phi thả ra tinh cầu hủy diệt đạn trước mặt, năng lượng giá trị bất quá hơn 10.000 điểm người sai gian căn bản là không có cách ngăn cản tai nạn tiến đến, đợt thứ nhất ngăn cản thất bại. Chuyện gì xảy ra, đạo này năng lượng công kích là cái gì cường đại như thế? Sắp chịu không được. Tất cả người sai gian hai mắt muốn liệt địa nhìn xem hủy diệt đạn không ngừng tới gần mặt đất, trong lòng cảm thụ chưa bao giờ từng có đến bất lực. Free chúng ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Một tiếng phẫn nộ gào thét, bác đốc một ngựa đi đầu bay đến hủy diệt đạn phía trước, chống đỡ ra hai tay, ý đồ đem tinh cầu hủy diệt đạn tiếp được, theo bác đốc bay lên, về sau lại có vô số người sai gian nhạo về phía hỏa cầu, ý đồ dùng huyết nhục chi khu ngăn trở hủy diệt đạn hạ xuống. Nhưng là đây đều là tốn công vô ích, tinh cầu hủy diệt đạn còn tại một chút xíu tới gần hành tinh Vegeta, kinh khủng gió lốc không ngừng cuốn lên, cả viên tinh cầu sao động bất an, đại khí trở nên dị thường hỗn loạn. Hỏng bét, căn bản là không có cách tới gần Sephiria. Tai nạn trước mặt, ra biết hành tinh Vegeta hủy diệt đã không thể cải biến, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng, chuyển di thuật, hắn muốn mang đi Sephiria, thế nhưng là mãnh liệt gió lốc trước mặt, hắn yếu ớt thân thể căn bản là không có cách tới gần Sephiria, cả người bị gió lốc đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Đột nhiên, ra rằng ánh mắt lóe lên, trông thấy một bóng người, là Sephiria tiểu đội trưởng hơi, hắn cũng tại ngăn cản Friesia công kích giữa đám người. Nhanh, mang ta đến Sephiria nơi đó đi. Ra ràng hướng phía hơi hô to. Hơi sắc mặt trắng bệt phóng thích ra sóng xung kích, đột nhiên nghe thấy một tiếng thanh âm non nớt. Nhìn lại phát hiện thế mà là Sephiria đệ đệ, đau thương nở nụ cười, thôi, hành tinh Vegeta hủy diệt đã không thể tránh né, không nghĩ tới thường xuyên xâm lấn người khác người sai gian, thế mà cũng phải bị người hủy diệt một khắc cuối cùng, liền để Sephiria tỷ đệ đoàn tụ đi. Nghĩ như vậy, hơi cắn một cái răng, ông lấy ra răng liền hướng phía trên bầu trời Sephiria phóng đi. Đội trưởng Sephiria đầu tóc rối bời, trên người chiến đấu phục đã xuất hiện vết trách, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ta đem ngươi đệ đệ mang đến, cuối cùng tụ một cái đi. Hơi thở dài một hơi, nhìn xem Sephiria tỷ đệ, trong lòng không khỏi nhớ tới thê tử của mình không biết Asita ở nơi đó, đến cuối cùng thế mà đều không có gặp mặt một lần. Cái gì cũng không nên nói, tranh thủ thời gian nắm tay của ta, ta mang ngươi rời đi. Kinh khủng gió lốc trước mặt, ra ràng khó khăn duy trì lực lượng. Ôi, Sephiria bắt lấy ra ràng tay, thật sâu mắt nhìn không ngừng hạ xuống hỏa cầu khổng lồ, lạnh thấu xương gió lớn thổi tới cái trán, để nàng mắt mở không ra. Các ngươi đang nói cái gì? Hơi làm không rõ ràng tình huống không kịp giải thích, hành tinh Vegeta lập tức liền muốn hủy diệt, các ngươi bắt gấp ta. Ra rang hét lớn một tiếng, trong cơ thể năng lượng cổ động, bỗng nhiên phát động chuyển di thuật. Chuyển di thuật. Theo rống to một tiếng, trong hư không bắt đầu xuất hiện một tia vặn vẹo, một đạo quang mang đột nhiên lấp lóe, hư một cái, Sephiria ba người thân ảnh bỗng nhiên từ hành tinh Vegeta phía trên biến mất. Mà tại ra rang bóng người của bọn hắn biến mất về sau, khổng lồ mà giữ tận hỏa cầu thế như chẻ tre rơi xuống đại địa bị nện một cái hố cực lớn năng lượng trực tiếp xuyên qua địa hạch theo loại cực lớn mây hình nắm phóng lên tận trời đại lục bản khối ầm vang đứt gãy dùng nhàm tia lửa tràn ngập cả viên tinh cầu tận thế cảnh tượng đột như mà tới một chút không rõ tình huống người sai gian mới vừa đi ra căn cứ rất nhanh liền bị phá hủy hết thảy nhiệt độ cao nháy mắt khí hóa kỳ thật tại tinh cầu hủy diệt đạn rơi xuống trong nháy mắt đó hành tinh Vegeta kết cục liền đã chú định. Âm âm. U tỉnh vũ trụ tinh không bên trong, hành tinh Vegeta phản phất giống như một viên hỏa cầu thật lớn, nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy. Ngoài không gian máy giám thì phía trên, sinh mệnh tồn tại vết tích cấp tốc biến mất, chỉ chốc lát sau, máy thăm dò rốt cuộc kiểm tra không đến bất luận cái gì sinh mệnh năng lượng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Tự tin Free nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hành tinh Vegeta rốt cục tại một cái kịch liệt bạo tạc bên trong, chán nản từ trong vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến vũ trụ khôi phục bình tĩnh thời điểm, nguyên lai hành tinh Vegeta trên quỹ đạo đã không có viên kia màu xanh trắng xinh đẹp tinh cầu, chỉ còn lại một chút tán loạn không quy tắc thiên thạch phiêu phù ở nơi đó. Chỉ có những này thiên thạch miêu tả nơi này đã từng tồn tại qua một khỏa tinh cầu. Freeza Đại vương. Hành tinh Vegeta phương hướng sinh mệnh phản ứng đã hoàn toàn biến mất. Kikono đem thăm dò kết quả nói cho Frieza. Free Frieza Free ha ha cười, màu tím bờ môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tự tin, bản vương tự mình xuất thủ, tự nhiên không có khả năng lưu lại người sống, ha ha, cao cấp tinh cầu hủy diệt mang tới pháo hoa quả nhiên so với những tinh cầu khác càng thêm lộng lẫy. Beriber hừ lạnh một tiếng. Cũng bởi vì nhất thời khó chịu, hủy diệt dưới tay tốt như vậy một nhánh chiến đấu đội ngũ, Free Asia đại nhân thật sự là tùy hứng làm bậy, Free Asia quân đoàn cũng bởi vậy thời gian rất lâu cũng không thể đối ngoại khuếch trương. Ngôn từ bên trong rất có trách cứ Free Asia ý tứ. Beriber cho rằng bản vương làm không đúng sao. Free Asia thấp giọng. Chẳng lẽ không phải a? À, người sai gian cứ việc không còn dùng được, nhưng là tốt đẹp chiến đấu viên, nếu là thật sự xem bọn hắn khó chịu, hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức suy yếu bọn hắn. Đem xong pha chiến đấu nhiệm vụ giao cho bọn hắn, ta muốn bọn hắn ngược lại sẽ hết sức vui vẻ. Beriber không có chút nào e ngại Friesia, con mắt nhìn chầm chầm hắn. Ở đây người ngoài hành tinh đều bị Beriber lớn mật dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, sợ cử động như vậy sẽ chọc cho buồn bực Friesia. Hô hố! Friesia híp mắt một cái con mắt, ngoài ý muốn không có sinh khí. Beriber ngươi hiểu lầm, bản vương cũng không phải gấp như vậy muốn phá hủy người sai gian, chỉ là bê đại nhân nhìn hành tinh Vegeta khó chịu, muốn đưa nó phá hủy, hủy diệt người sai gian sự tình bất quá là bản vương nhân tiện. Sự tình xác thực như Free Asia đại vương nói tới dạng này. Kikono vội vàng giải thích. Beriber nghe nói là thần hủy diệt bê chỉ lệnh, kinh ngạc nói, nguyên lai là bê rút đại nhân ý tứ, vậy liền khó trách ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì kiên kỵ Super Saiyan truyền thuyết, mới có thể hủy diệt người Saiyan đây này. Free già nghe, không khỏi cười nhạo, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cái gọi là Super Saiyan bất quá là người Saiyan vì cho mình trên mặt thêm chỉ riêng mà tạo ra ra cố sự, chưa từng có sự thật căn cứ, bản vương sao lại kiên kỵ. Nói thật, toàn bộ trong vũ trụ trừ bê rút đại nhân bên ngoài, liền không có ta Free Asia e ngại người, liền xem như phụ thân từ lâu không phải là đối thủ của ta. Bất quá người sa gian cái chủng tộc này xác thực có mấy phần ý tứ, đúng, Vegeta bọn hắn còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ A. À? Gia bông ương nhã đi lên trước, lạnh lùng nói. Vegeta tiểu đội hết thảy năm người, ngay tại tinh cầu xa xôi chấp hành nhiệm vụ, lần này cũng không trở về đến hành tinh Vegeta, gia đại vương có phải là muốn giết chết bọn hắn? Từ lần trước Freeza hạ đạt tiêu diệt tất cả người Saiyan chỉ lệnh về sau, Gia Bông vẫn tại chú ý Vegeta bọn hắn động tỉnh. Freeza phất phất tay, tinh hồng đôi mắt lộ ra tà ác. Giữ lại bọn hắn đi, bản vương ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể hay không trở thành cái gọi là Super Saiyan. Nói xong, Freeza lại đối Gia Bông cùng Dodoria hạ lệnh. Để Freeza quân đoàn người có thể bắt đầu hành động, trừ Vegeta tiểu đội bên ngoài tất cả người sai gian toàn bộ diệt trừ, ghi nhớ động tĩnh không nên quá lớn. Tuân mệnh. Mời Free Asia đại vương yên tâm. Gia Bông cùng Dodoria cùng kêu lên hướng Free Asia cam đoan. Free Asia ngồi đang phi hành máy bên trên, cười nhạt nói. Gia Bông tiên sinh, Dodoria tiên sinh, cũng không nên hao phí quá nhiều thời gian a. À, đã có mấy cái thương gia hướng chúng ta đặt hàng tinh cầu, nếu như đến lúc đó nhân thủ không đủ mà không đọc ra tinh cầu sẽ phải trái với điều ước Free frieza đại nhân sẽ thi hành theo thương nhân hứa hẹn sao beriber không tín nhiệm ánh mắt nhìn qua frieza ưu nhã cười nói hô hô beriber bản vương thế nhưng là hợp cách thương nhân không sai frieza mặc dù tàn bạo tà ác nhưng là giữ lời hứa là một cái nghiêm chỉnh thương nhân tại thương nói thương Bình thường Free Asia biểu hiện được như là nhẹ nhàng quân tử, liền xem như đối mặt trong quân đoàn thực lực không mạnh chiến sĩ, cũng sẽ biểu hiện hiện ra thỏa mãn khiêm tốn, thanh toán bọn hắn thỏa mãn tiền lương. Đương nhiên, đây là thực lực cường đại mang cho Free Asia thông dông, bởi vì song phương cấp độ chênh lệch quá nhiều, Free Asia không tiếc tại hướng kẻ yếu biểu hiện ra mình tha thứ. Mà khi đối phương thật làm ra chọc giận chính mình sự tình lúc, Free Asia vẫn như cũ sẽ sử dụng lôi đình thủ đoạn trong khoảnh khắc làm cho đối phương hóa thành tro bụi. Những năm này, Free Es gia xuất lĩnh Free Es gia quân đoàn không chút kiên kỵ tại Bắc Ngân Hà bốn phía cướp đoạt tinh cầu, nhưng lại xưa nay không chiếm lĩnh, mà là chuyển tay liền đem đạt được tinh cầu tất cả đều bán cho trong vũ trụ phú hào. Bởi vì tại Free Es gia mà nói, thực lực của hắn sớm đã hoành hành vũ trụ, chiếm lĩnh lại nhiều tinh cầu đối với hắn đều là vô dụng. Hắn xuất lĩnh Free Es gia quân đoàn bốn phía cướp đoạt, càng giống là tại phẩm vị tầng dưới chót người cách sống. Liền như là một cái ăn quen sơn trân hải vị đại phú hào, bởi vì ăn ghét, ngẫu nhiên đổi điểm thanh đạm thức ăn chay thức nhắm, cũng là có một phong vị khác. Lấy một thí dụ, tỉ như có một ngày ngươi sinh hoạt tại nông thôn, tại không thông nước không mở điện nghèo khổ nông thôn có một bộ phòng ở, coi như chiếm diện tích đạt tới hai ba trăm bình lớn như vậy, cũng sẽ không có người ao ước ngươi, thế nhân sẽ chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy mười phần gian khổ kém xa ở trong thành thị có một tòa năm 60 bình phòng nhỏ tới ưu việt. Nhưng là tiền đề nếu như ngươi trong thẻ ngân hàng có mấy chục triệu tiền tiết kiệm, như vậy ngươi cái này không gọi gian khổ, mà là trải nghiệm cuộc sống. Free S già sung phong đi đầu xuất lĩnh quân đoàn bốn phía chinh chiến, đã là hưởng thụ chiến đấu vui vẻ, cũng là thể nghiệm cao cao tại thượng địa vị. Mỗi khi trông thấy đối thủ đối mặt tử vong thời điểm toát ra đến cái chủng loại kia thống khổ tuyệt vọng biểu lộ, Free liền sẽ cảm thấy thống khoái, kia là tâm hồn thỏa mãn cực lớn. So sánh cùng nhau, chỉ là mấy ngôi sao cầu hắn không có chút nào hiếm có. Dodoria tiên sinh, Gia Bông tiên sinh, chúc các ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Free ngồi tại phi thuyền bên trên, hướng phía Gia Bông bọn hắn gật đầu. Ha ha ha, ta muốn đem còn lại người sa gian một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Dodoria cười ha ha, mọc đầy nhục thứ thân thể bởi vì kích động run lên một cái, mập mạp thật giống như một cái đại thủy cầu. Nhưng không muốn bởi vì Dodoria dáng dấp béo liền xem nhẹ hắn, gia hỏa này sức chiến đấu thế nhưng là tại 20.000 trở lên. Gia bông so Dodoria ưu nhã rất nhiều, lạnh nhạt nói. Mời Friesga đại vương yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng tiêu diệt người sai gian. Đưa mắt nhìn Dodoria cùng Gia bông rời đi phòng chỉ huy, Friesga xoay người, màu tím khóe miệng ngưng kết ra một vòng cười tàn nhẫn ý, ánh mắt sâu kín nhìn về phía thâm thúy hư không. Hành tinh Vegeta lịch sử đã kết thúc, nương theo lấy nó cùng một chỗ hủy diệt còn có cường đại đến không ai bị nổi người sa gian nhất tộc. PS Dragon Ball Z một người đã đủ giữ quan ải cuối cùng quyết chiến cùng bát đốc chi chương bởi vì cùng ngân hà tuần cảnh gia cô truyện dragon Ball super broly chờ thiết lập mâu thuẫn cho nên không có áp dụng quyển sách chỉ áp dụng Toriyama Manga cùng nguyên án, cho nên bác đốc là thật chết rồi, cũng không có xuyên qua đến cổ đại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Đến tiếp sau. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bắc Ngân Hà xa xôi tinh cầu. Một chỗ tường đổ phế tích bên trong, chung quanh tràn ngập hơi nước. Vegeta ngồi chung một chỗ sụp đổ trên tảng đá, miệng bên trong gặm làm địa tinh cầu bên trên hoa quả, bên cạnh còn nằm mấy cái khủng long đồng dạng sinh vật thi thể. Bọn hắn đi vào viên tinh cầu này đã thời gian rất lâu, bản địa thổ dân không sai biệt lắm bị tiêu diệt sạch sẽ, bọn hắn rất nhanh liền có thể trở về hành tinh mẹ. Đúng lúc này, bên người mấy cái người sa giang thu được Friesia quân đoàn gửi tới tin tức, mở ra xem, mấy người đều kinh ngạc đến ngay người. Một cái trưởng thành người sa giang cả kinh nói, Vegeta vương tử, Free và quân đoàn phát tới tin tức, nói hành tinh Vegeta nhận một viên to lớn thiên thạch va chạm, cả viên tinh cầu đều bị đâm cháy, phía trên người sai gian toàn bộ bỏ mình. Toàn bộ bỏ mình là có ý gì? Vegeta tiểu đội trừ Vegeta cùng ra đít bên ngoài, mặt khác ba cái đều là trưởng thành người sai gian, nghe được tin tức này không khỏi sửng sốt. Bởi vì tất cả người sai gian lúc này tất cả đều trở lại hành tinh Vegeta, cho nên cũng đi theo tử vong, nói cách khác hiện tại chỉ còn lại chúng ta năm cái người sai gian. Lúc này Nappa còn có tóc, sức chiến đấu cũng không có đạt tới đỉnh phong thời điểm. Ra điếc vịnh thụ thương cánh tay. Chúng ta lần này thật sự là mạng lớn, còn tốt không có nghe từ triệu tập chỉ lệnh trở lại hành tinh Vegeta. Vegeta lạnh lùng nhổ ra miệng bên trong trái cây. Thật sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể trở thành người sai gian chi vương đâu. Vegeta vương tử, ngươi có một cái đệ đệ đi. Đúng vậy a, à, cũng không biết sống hay chết, được rồi, không đi quản hắn. Vegeta tiếp tục ăn lấy hoa quả, đệ đệ của hắn táp bờ sau khi sinh thực lực không đủ, vì không cho vương tộc hổ thẹn, ngay lúc đó Vegeta vương vụng trộm đem hắn lưu đầy tới một viên cấp thấp tinh cầu, toàn bộ sự kiện không có bao nhiêu người biết. Ra điếc đệ đệ đâu? Mấy vị trưởng thành người sai gian đối đồng đội người nhà biểu lộ quan tâm. Raditz không có vấn đề nói. Không biết a, à, tên kia chỉ là một cái hạ cấp chiến sĩ, lúc này có lẽ trong nhà nuôi trẻ trong khoang thuyền. Chợt nhớ tới đoạn thời gian trước mẫu thân gian cho hắn gửi tới tin tức, giống như đem hắn đệ đệ đưa đến ngôi sao gì cậu bên trên, dù sao hắn không quan tâm. Ê! Dạng này a. À. Mấy cái đồng đội biểu thị im lặng, Vegeta cùng Raditz giống như đều không thế nào quan tâm đệ đệ của mình có lẽ là thường xuyên ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhận phi S gia quân đoàn ảnh hưởng, quên đi người sai gian ở giữa tình nghĩa. Hành tinh Vegeta là Bắc Ngân Hà ít có cao cấp tinh cầu, nó hủy diệt tự nhiên tại toàn bộ Bắc Ngân Hà gây nên sóng to gió lớn. Vô số bởi vì từng chịu đựng người sai gian công kích mà không thể không bên ngoài lang thang người ngoài hành tinh nghe được tin tức này về sau, đều vỗ tay khen hay, cất tiếng cười to lại có không ít tinh cầu người tiếp vào tin tức sau lộ ra cười trên nỗi đau của người khác khinh thường dáng tươi cười, cũng không ít phú hào tại vì hành tinh Vegeta hủy diệt cảm thấy đáng tiếc, đương nhiên bọn hắn không phải đáng tiếc người sai gian, mà là vì không thể đạt được một viên cao cấp tinh cầu tiết hận. Một hoàn cảnh duyên dáng tinh cầu bên trên. Kim Côn khoan thai ngồi tại một thanh vương tọa bên trên, trong tay nhẹ nhàng lung lay chén rượu, thỉnh thoảng miệng nhỏ nhấp bên trên một ngụm, thời gian trôi qua cỡ nào tiêu sái từ khi 5 năm trước đem côn quân đoàn giao cho Free Asia, cũng cải biến thành Free Asia quân đoàn về sau, kiên côn liền chính thức về hưu, mang theo mấy vị tâm phúc ở tại viên này duyên dáng tinh cầu bên trên. Chỉ có gặp được trong vũ trụ đại sự, mới có thể đối ngoại phát biểu ý kiến, tỏ rõ một cái mình tồn tại. Nghe nói Free Asia đem người sai gian tất cả đều tiêu diệt rồi. Đúng là dạng này, kiên côn. Bên người người ngoài hành tinh cẩn thận trả lời. Kiên Côn lên tiếng cười một tiếng, nhét lên chân bắt chéo. Cũng tốt, người Sai gian những người kia coi như thần phục trong lòng khẳng định cũng sẽ không chịu phục, Free có thể đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ cũng là tốt. Nghe nói Free đại nhân lưu lại mấy cái người Sai gian Trong đó một cái tên là Vegeta, tự như là người Sai gian vương tử. Nha! Kiên Côn cảm thấy hứng thú ồn một tiếng, uống một ngụm rượu đỏ. Không có việc gì chỉ là người sai gian không đáng để lo, cái này Vegeta nhiều nhất cùng hắn phụ thân đồng dạng, tương lai có thể có một hai vạn sức chiến đấu liền đến cực hạn đi, giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Kiên côn lực lượng mặc dù không có Freeza cường đại như vậy, nhưng là mấy chục triệu sức chiến đấu vẫn phải có, bởi vì toàn diện nắm giữ thân thể năng lượng, cho nên không cần giống Freeza như thế thông qua biến thân áp chế trên người lực lượng, là Freeza trước đó hoàn toàn xứng đáng bắt ngân hà bá chủ trong mắt hắn vegeta như thế suy nhược người sai gian bất quá là nhàm chán điệu hát thịnh hành tiết cảm xúc đồ chơi chơi chán tự nhiên có thể tùy tiện giết chết cũng liền theo free Asya đem vegeta bọn hắn giữ ở bên người đương nhiên trên thực tế người sai gian cái chủng tộc này thực lực xác thực không phải rất mạnh nếu như không phải trong nguyên tác thân là nhân vật chính son goku cùng chủ yếu vai phụ vegeta thay cái chủng tộc này làm rạng rỡ không ít phổ thông hành tinh Vegeta người Sai Gian bất quá là hơi có chút thực lực bắt ngân hà bên trong thực lực tại bọn hắn phía trên người ngoại hành tinh cũng không tại số ít từ điểm này nghĩ kiên côn cùng Freeza cách làm đều không có vấn đề nhưng mà bọn hắn không biết chính là như thế một cái nhìn như không có ý nghĩa quyết định lại tại tương lai cho bọn hắn phụ tử mang đến tai họa ngập đầu hành tinh Vegeta không xa một khỏa tinh cầu tại hành tinh Vegeta hủy diệt nháy mắt một đạo lộng lẫy hào quang chói mắt đột nhiên xuất hiện tại trên viên tinh cầu này. Hư Trong hư không đột nhiên phát sinh một mảnh vặn vẹo, tại cách xa mặt đất hơn 10 mét độ cao, ra ran cùng Sephiria, hơi ba người thân ảnh xuất hiện tại trong giữa không trung. Bịch Ba người vô lực từ cao hơn 10 mét rơi xuống. Ra ràng bởi vì cưỡng chế dẫn người phát động chuyển di thuật, hiện tại đã sức cùng lực kiệt, mà sephiria cùng hơi thì bởi vì trước đó đối kháng freeesha hủy diệt đạn năng lượng cũng còn thừa không có mấy tăng thêm đột nhiên chuyển dời đến ngoại tinh cầu tinh thần còn không có kịp phản ứng đến mức trực tiếp ngay tại trên mặt đất xô ra ba cái hố to ra rang dãy dụa lấy từ trong hố leo ra năng lượng tiêu hao quá lớn sắc mặt hắn mười phần trắng bệch vừa té như vậy càng làm cho hắn cảm giác khó chịu ngươi không sao chứ từng tiếng lạnh thanh âm sephiria đi vào ra bên người tóc của nàng có chút lộn xộn, thần sắc tiêu tụy, phản phất bị đả kích lớn, trên người chiến đấu phục cũng phá vỡ mấy đạo vết trách. Ra ràng khoát khoát tay. Không có việc gì, năng lượng tiêu hao có chút lớn. Nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể rời đi hành tinh Vegeta. Sephiria cảm xúc có chút thất lạc, nàng biết hành tinh Vegeta kết quả sẽ không tốt, nói không chừng hiện tại đã hủy diệt, hết thảy chính như ra ràng trước đó nói như vậy. Ngươi sẽ không muốn vì người sai gian báo thù à? Ra ràng quét mắt Sephiria, Friesia cường đại tuyệt đối không phải bọn hắn hiện tại có thể trêu chọc. Sephiria lắc đầu. Không, người sai gian diệt vong chẳng qua là tại mạnh được yếu thua cạnh tranh bên trong thua trận mà thôi. Trước kia diệt vong trong tay chúng ta tin cầu vô số kể, trong chiến đấu tử vong, không có cái gì tốt đáng tiếc. Ta chỉ là không cam tâm, Friesia thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều trước đây thất bại để tự xưng là thiên tài sephiria bị đa kích lớn nhưng cũng nhận rõ mình cùng đỉnh cấp cường giả ở giữa khoảng cách nàng điểm kia sức chiến đấu bây giờ không có cái gì tốt kiêu ngạo xác thực thực lực của chúng ta so không được free efja ra ran trầm mặt một hồi từ trong túi xuất ra ba viên tiên đậu phân biệt đưa cho sephiria cùng hơi cầm đi ăn viên này tiên đậu có thể nháy mắt khôi phục thể lực sephiria không có hoài nghi tiếp nhận đi sau khi ăn xong cả người nhất thời khôi phục thần khí, cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng lực lượng, một đôi đen nhánh đôi mắt lập tức trận thật lớn. Người đệ đệ này của nàng, đồ tốt thật đúng là không ít. Hơ thì cầm tiên đậu dò xét. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta tại sao lại ở chỗ này, còn có hành tinh Vegeta đâu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Tương lai đường Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hành tinh Vegeta đã hủy diệt. Ra ràng thanh âm bên trong mang theo vài phần buồn vô cớ, đường đường chiến đấu dân tộc, nói diệt liền diệt. Hơn nghe vậy, cả người bị đã kích lớn, gương mặt cương nghị lập tức đồi phế. Hành tinh Vegeta hủy diệt không chỉ mang đi cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu, còn có thê tử của hắn Tashita, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Nhìn thấy hơi trầm mặt, Sephiria không biết nói cái gì, dù sao nàng vô pháp thể nghiệm hơi bi thương. Nhẹ nhàng trên vai của hắn vỗ một cái, cùng hơi so ra, nàng có lẽ là may mắn, bởi vì nàng còn có ra ra người thân này. Mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, mờ nhạt bầu trời che kín bụi bặm, đại khí chuyển động tuần hoàn rất nhanh, mặc dù bát ngát đại địa bên trên mọc ra một chút thảm thực vật, nhưng là đục ngầu không khí để người chẳng phải dễ chịu. Sephiria hỏi. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ra Ra nói, nạp giang tinh, một viên khoảng cách hành tinh vegeta gần nhất sinh mệnh tinh cầu bởi vì thời gian cấp bách ta không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một khỏa tinh cầu hơi nói ta biết viên tinh cầu này bởi vì sinh tồn điều kiện ác liệt cho nên free Asia quân đoàn cũng không có đưa nó đặt vào mua bán tinh cầu bên trong vẻn vẹn chỉ là làm một lâm thời ngừng đứng sephiria nhíu lên lông mày nói như vậy free Asia quân đoàn người khả năng trú đóng ở nơi này đúng thế hơi gật đầu cảm xúc có chút khôi phục lại nhưng là đôi mắt bên trong vẫn có một tia nhìn không thấy thương cảm ba người minh bạch dạng này tinh cầu là không thể chờ lâu freesia đã có tâm hủy diệt toàn bộ người sa gian nhất tộc như vậy rất nhanh liền sẽ phái người đối những cái kia bên ngoài chưa về người sa gian khởi xướng truy kích nơi này khoảng cách hành tinh vegeta gần như vậy thực tế không phải một cái địa phương an toàn tăng thêm cảnh vật chung quanh ác liệt coi như đồ ăn cũng cực kỳ thiếu hơn ngươi trước tiên đem trong tay ăn đậu xuống dưới, thứ này giống như có thể lập tức khôi phục thể lực. Sephiria thuyết phục hơi sử dụng tiên đậu. Cái này gọi tiên đậu, là một khỏa tinh cầu bên trên thần kỳ vật phẩm, ăn được một viên có thể 10 ngày không ăn cơm, mà mấu chốt chính là nó có thể nháy mắt khôi phục thể lực, trừ tật bệnh bên ngoài, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể nháy mắt khôi phục. Ra ràng giới thiệu tiên đậu ưu điểm. Hơn sau khi nghe xong, cầm làm dẹp tiên đậu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi phóng tới miệng bên trong nhắm nuốt rất nhanh trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ hắn thể lực thật khôi phục cái này trong vũ trụ thế mà còn có thần kỳ như vậy đồ vật về sau ngươi sẽ còn đụng phải càng thêm thần kỳ đồ vật ra rằng thần bí cười một tiếng bí mật của ngươi thật rất nhiều sephiria con mắt thẳng tắp nhìn xem ra rằng nghĩ đến đối phương nói qua hắn có dự báo tương lai năng lực chắc hẳn đây đều là hắn thông qua năng lực đặc thù biết đến. Ra rang ha ha cười, biểu hiện được thập phần thần bí, Sephiria cùng hơn là hai cái rất không tệ người sai gian, bây giờ trong vũ trụ người sai gian còn thừa không có mấy, tại không có mạnh lên trước đó càng hẳn là bảo đoàn sưởi ấm. Sephiria nhìn thấy ra rang vui tươi hớn hở dáng tươi cười, nhìn không được vương tay chụp vào cổ của hắn, giống như là dẫn theo tiểu động vật đồng dạng đem hắn bắt lại, một mét không đến thân cao ra ra nơi nào là Sephiria đối thủ, dãy dù một hồi lâu mới bị Sephiria buông ra. Tốt, Sephiria, trước nói chính sự, Fries quân đoàn người hiện tại khẳng định đang lùng bắt trong vũ trụ lạc đàn người Sa Gian, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta suy nghĩ một cái tương lai điểm dừng chân. Nhân vô viễn lự, tại thực lực không có cường đại trước đó, ra ràng kiên quyết sẽ không theo free va chạm. Vả lại, hắn cùng Free Asia ở giữa tự hồ cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, hành tinh Vegeta bị hắn phá hủy không sai, nhưng là cùng hắn có quan hệ gì, ra rằng lại còn không đại nghĩa lăng nhiên đến thay những cái kia chết đi người sai gian báo thù. Chính như Sephiria trước đó nói tới, Hành tinh Vegeta hủy diệt cùng những cái kia bị người sai gian hủy diệt tinh cầu đồng dạng, đều là mạnh được yếu thua sinh tồn cạnh tranh bên trong đào thải người, chết chỉ là bởi vì thực lực không đủ. Liền Sephiria đều nói như vậy, ra ràng cạn là không có lời gì để nói. Ra ràng vấn đề này nói ra về sau, Sephiria cùng hơi sắc mặt trở nên nghiêm túc, Sephiria nói. Free gia quân đoàn thế lực trải rộng toàn bộ Bắc Ngân Hà khu vực phía Nam, mặc dù không có chính quy hình thành phạm vi thế lực, nhưng là tiếp tục ở chỗ này, gặp được Free gia quân đoàn xác suất thực tế quá lớn. Hơi. Nếu không đi Bắc Ngân Hà phía Tây, nơi đó là Free gia quân đoàn rất ít tiếp xúc địa phương, mà lại trong truyền thuyết chúng ta người Sai Gian nơi phát nguyên chính là ở bên kia. Sadala hành tinh a, Sephiria nghe nói qua khởi nguyên tinh cầu. Đúng vậy, kia là người Sai Gian thời điểm huy hoàng nhất a. Nếu không phải bởi vì nội chiến, Sadala hành tinh căn bản sẽ không hủy diệt. Chúng ta những này người Sai Gian cũng sẽ không lưu vong đến hành tinh Vegeta. Nói đến đây, hơi hơi xúc động. Dù sao lúc trước huy hoàng đã không tại bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sephiria nói. Vậy chúng ta liền đi bắt ngân hà phía Tây. Ra rang tự nhiên không có ý kiến, lúc đầu địa cầu là một cái rất lý tưởng tinh cầu, nhưng là vấn đề là địa cầu thực tế quá yếu ớt, đối với nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên ra rang mà nói, rất nhanh liền đem địa cầu bài trừ bên ngoài. Cứ như vậy quyết định, chúng ta tiến về bắt ngân hà phía Tây. Sephiria nhìn về phía ra rang, thế nhưng là chúng ta cũng không có phi thuyền chỉ dựa vào ra rang ngươi năng lực ta sợ ngươi sẽ không chịu đựng nổi ra rang chuyển di thuật thần kỳ là thần kỳ nhưng là mang lên hai người cùng một chỗ thuấn di liền mười phần khảo nghiệm thể lực trước đó mang theo sephiria cùng hơi trời đi hành tinh vegeta kém chút muốn ra rang mệnh lúc này người da rác di động trong nháy mắt ưu việt tính liền thể hiện ra cười nhạt nhìn sephiria một chút ra rang không có quanh co lòng vòng nói thẳng ai nói chúng ta không có phi thuyền? Nói từ trong túi xuất ra một con cáp xương vứt ra ngoài, bành, một trận to lớn sương mù qua đi, một chiếc đen nhánh thỏa cầu hình mập lùn phi thuyền xuất hiện tại trước mặt mọi người, dài 30 mét, cao hơn 8 mét kích thước nhìn qua thật giống như một tòa núi nhỏ. Rõ ràng là đi qua Dr. Bright cải tạo trọng lực phi thuyền. Chiếc phi thuyền này là đi qua một vị nhân loại thiên tài đặc thù cải tạo, hệ thống động lực đi qua toàn diện thăng cấp, tính năng liền xem như cùng Freezia quân đoàn tiên tiến nhất phi thuyền so cũng không chút thua kém, phi thuyền phía trước khoan trừ khoan điều khiển bên ngoài, còn có bốn cái gian phòng. Đại khái giới thiệu trọng lực phi thuyền tính năng, làm nghe nói trong phi thuyền còn có có thể cải biến trọng lực cùng áp suất không khí trang bị lúc, Sephiria cùng hơi đều lộ ra hiếu kỳ. tiến vào phi thuyền, tự mình để bọn hắn cảm thụ một cái trọng lực tu luyện thất mị lực về sau, bọn hắn rất nhanh liền thích chiếc phi thuyền này. quá tốt có cái này tu luyện thất thực lực của ta sẽ biên độ lớn tăng lên nếu không chúng ta trước không đi bắt ngân hà phía tây trước tìm một viên an tĩnh tinh cầu tìm tu một đoạn thời gian sephiria trắng nõn trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ đối với nàng mà nói thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất xác thực có đầy đủ lực lượng mới an toàn hơn vừa mới trải qua hành tinh mẹ hủy diệt hơi rất tán thành gật đầu ra Rà ràng thấy thế khẽ gật đầu trong lúc bất tri bất giác hắn cái này năm tuổi lớn hài tử, cư nhiên trở thành ba người hạch tâm. Lập tức điều ra phi thuyền kho số liệu, ba người một phen tra tìm, mới xác định ra một viên rời xa phi S và quân đoàn giám sát tinh cầu. Kia là một viên trung cấp tinh cầu, phía trên mặc dù có sinh mệnh vết tích, nhưng là chưa phát triển ra văn minh. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 36 Frey Hành Tinh nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bắc Ngân Hà tới gần phía tây địa phương, có một viên gọi là phây hành tinh tinh cầu, đây là một viên trung cấp tinh cầu. Một ngày này, một chiếc đen như mực quái vật khổng lồ đột nhiên giáng lâm đến trên viên tinh cầu này, phi thuyền vạch phá đại khí phát ra ầm ầm tiếng vang, kịch liệt ánh sáng màu đỏ cùng đầy trời nâng lên các bụi để sinh hoạt tại phây trên hành tinh mặt thổ dân thất kinh, một chút thổ dân người coi là thiên thần giáng lâm, nhào nhào nằm rạp trên mặt đất dập đầu cúng bái. Cạch. Phi thuyền cửa khoang mở ra, một nam một nữ hai bóng người dẫn đầu đi xuống phi thuyền, tại bọn hắn về sau, một cái trẻ con bóng người tùy theo đi xuống. Ra ràng mở ra máy thăm dò, khảo thí một cái tinh cầu bên trên năng lượng phản ứng, rất nhanh mấy cái vượt qua một nghìn sức chiến đấu năng lượng từ máy thăm dò bên trong hiện ra. Trên viên tinh cầu này có bảy cái năng lượng giá trị vượt qua một nghìn sức chiến đấu phản ứng, phân biệt ở vào tinh cầu phía đông phương hướng 137 km chỗ, mặt phía nam phương hướng 546 km. Theo thứ tự đem phát hiện kết quả nói ra, đây là một viên tương đối nguyên thủy tinh cầu, văn minh chưa phát triển ra đến, những năng lượng kia phản ứng hẳn là một chút nguyên thủy mạnh thú. Ra rằng sử dụng máy thăm dò là chính hắn cái kia, Sephiria cùng hơn máy thăm dò rời đi hành tinh Vegeta về sau, liền bị bọn hắn phá hủy ta đi đem những cái kia sinh mệnh toàn bộ thanh lý mất. Hơi nói thẳng. Đi qua một đoạn thời gian du lịch trong vũ trụ, bọn hắn đi vào cái này tên là Frey Hành Tinh, Tinh Cầu, bởi vì muốn tại trên viên tinh cầu này sinh hoạt một đoạn thời gian, vì phòng ngừa lúc tu luyện bị quấy rầy, bất kỳ cái gì tồn tại khá mạnh năng lượng phản ứng sinh mạng thể cũng không thể lưu lại. Giao cho ngươi. Ra ràng khẽ gật đầu, đem máy thăm dò giao cho hơi. Hơi gật đầu, tiếp nhận máy thăm dò sau liền hưu một cái hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Lực chiến đấu của hắn cao tới 4.300 năng lượng giá trị, đối phó chỉ là trung cấp tinh cầu bên trên mảnh thú tự nhiên không có vấn đề gì cả. Tại hơi rời đi về sau, ra ràng cùng Sephiria rất nhanh liền thả ra Energy Wave, thành lý chung quanh sân bãi. Âm âm năng lượng công kích sinh ra từng đóa từng đóa hùng vĩ mây hình nắm, xung quanh 10 km hết thảy bị triệt để phá hủy, núi non liên miên bị khủng bố lực lượng sang thành bình địa, trụi lũi đại địa tản ra từng sợi nhiệt khí. Sau đó đem giả ngoại ở lại phòng nhỏ từ cáp xung bên trong lấy ra, ra Ran cùng Sephiria lâm thời nơi ở xem như hoàn thành. Đem ngươi một cái khác đài phòng trọng lực lấy ra. Sephiria nói. Ra mắt nhìn Sephiria, lập tức đem một cái khác đài trọng lực tu luyện thất lấy ra, ngươi muốn bắt nó làm gì? Sephiria nói đài này phòng trọng lực về sau cho ta tu luyện cứ như vậy nói xong sephiria đem đầu hất lên trực tiếp đi vào phòng trọng lực phanh một cái quan bế cửa khoang phòng trọng lực rất nhanh liền phát ra ông 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 vận chuyển thanh âm nữ nhân này thế mà bá đạo như vậy đây là phòng tu luyện của mình có được hay không ra rằng lăng lăng nhìn xem sephiria một hệ liệt động tác có chút nhìn không được cười lên sephiria không riêng gì tính cách lãnh đạm một điểm không nghĩ tới còn cùng vegeta đồng dạng là một cái tu luyện cuồng nhân nói trở lại phía trước đến phây hành tinh trên đường nàng cũng là chiếm lấy phòng trọng lực thời gian dài nhất người quay qua độ tu luyện đem thân thể luyện được mau bệnh mặc dù tiên đậu có thể trị hết thảy thương thế nhưng là đối với trên thân thể tật bệnh lại là vô hiệu bất quá trong nguyên tắc vegeta cũng là dạng này sử dụng phòng trọng lực cũng không thấy sinh ra cái gì bất lương ảnh hưởng sẽ không có cái vấn đề lớn gì nhưng là cũng không tốt nói, mỗi người thân thể tùy từng người mà khác nhau, Son Goku chính là không hiểu thấu bị bệnh tim, mặc dù nguyên nhân bệnh không rõ, nhưng không thể loại trừ là phòng trọng lực nguyên nhân. Nếu là một chút xíu bệnh biến, tiên đậu xác thực vô pháp làm được phòng ngừa. Muốn hay không dùng Dragon Ball cầu nguyện có được một cái vĩnh viễn thân thể khỏe mạnh. Ra Rà ràng bắt đầu suy nghĩ lung tung, mình cũng đi vào phi thuyền phòng trọng lực. Mở ra 20 lần trọng lực, ra ràng khó khăn tại ác liệt hoàn cảnh bên trong rèn luyện thân thể của mình. Sau mấy tiếng, hơi thanh lý mất phê trên hành tinh cao năng lượng sinh mệnh trở lại phi thuyền hạ xuống địa phương, trông thấy ra ràng tỷ đệ đều tại trong trọng lực thất rèn luyện, liền lại một người ra yên lặng đi tìm đồ ăn. Người sa gian lượng cơm ăn cực lớn, ba cái người sa gian dừng lại cần ăn hết hơn trăm người đồ ăn. Chạng vạn tối, một đống, lóc bớt, đánh lấy tia lửa đóng lửa bên cạnh, ra ràng ba người ăn như gió cuốn gặm ăn trong tay đồ ăn, bọn hắn bên cạnh đã chất lên cao cỡ nửa người xương cốt hài cốt. Sephiria, lực chiến đấu của ta đã đạt tới năm nghìn. Hơn một bên ăn, vừa nói mình thành quả tu luyện. Phong trọng lực đúng là thích hợp nhất người sai gian tu luyện công cụ, ngắn ngủi hơn 10 ngày trời, hơn sức chiến đấu liền không ngừng tiêu thăng. Mà hơn bản nhân chính là thiên phú cực giai thượng cấp chiến sĩ, bằng không thì cũng không có khả năng tại 26 tuổi Chi Linh liền vượt qua 4.000 sức chiến đấu. Sephiria miệng lớn kéo xuống một miếng thịt nhét vào miệng bên trong, động tác cực lớn lại nhìn không ra bất luận cái gì thô lỗ. Ta sắp đạt tới 6.000 sức chiến đấu. Ra ràng thả tay xuống đồ ăn ở bên trong, bôi một cái khóe miệng mở đông. Chỉ có ta liền 1.000 sức chiến đấu cũng còn không có đến. Ra rang tuổi của ngươi còn nhỏ, Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm có thể không sánh bằng ngươi. Hơi vẫn cho là ra rang là thượng cấp chiến sĩ. Sephiria cúi đầu ăn cái gì, chớ khen hắn, tiểu tử này chỉ biết là tăng lên năng lượng, kỹ xảo chiến đấu kém đến rối tinh rối mù, đụng phải cùng cường độ đối thủ, liền chết như thế nào cũng không biết. Ra rang liếc Sephiria một chút. "Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng lão đã kích ta?" "Ngươi cho rằng mình rất mạnh?" chúng ta người Sa Giang lấy chiến đấu sưng, người năng lực thực chiến liền vừa ra trại huấn luyện Tiểu hài cũng không bằng. Sephiria sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía Ra Ran, thanh lãnh hàn ý để Ra Ran chống đỡ không được. Ra Ran làm đệ đệ của mình, Sephiria rất không hài lòng hắn tình trạng, phải biết thực lực cân đối phát triển mới là vương đạo. Lúc chiến đấu quyết định thắng bại nhân tố đơn giản là kỹ xảo chiến đấu, tốc độ công kích, lực công kích nói, năng lực kháng đòn cùng năng lực khôi phục trong đó tốc độ công kích lực công kích đạo cùng năng lực kháng đòn có thể thông qua lực lượng tu hành đạt được chỉ có kỹ xảo chiến đấu là dựa vào phong phú chiến đấu từng bước tích lũy ra rằng vùi đầu ăn thịt nướng sephiria phê bình là chính xác hắn khiếm khuyết chính là kinh nghiệm chiến đấu chỉ có đi qua thực chiến khảo nghiệm kỹ xảo chiến đấu mới có thể rõ rệt đề cao hơi không nên tức giận ra rằng niên kỹ còn nhỏ lúc này tăng lên năng lượng mới là trọng yếu Sephiria có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, một lát sau đột nhiên nói. Ngày mai bắt đầu ta tới cấp cho ngươi làm bồi luyện, nhất định muốn đưa ngươi kinh nghiệm chiến đấu nâng lên. Thật sao? Ra rang mừng rỡ, dĩ vãng Sephiria huấn luyện hắn chỉ là đề cao hắn năng lực kháng đòn, bất kỳ cái gì chiến đấu kỹ xảo đều không có dạy hắn. Mặc dù người sa gian trẻ nhỏ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm sẽ bị máy tính quán thâu nhất định kỹ xảo chiến đấu, nhưng là nơi nào so ra mà vượt Sephiria tự mình dạy bảo a? À? Đương nhiên là thật, ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Sephiria ưu nhã ăn đồ ăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm ra răng. Ê! Trong lòng bỗng nhiên mấy động, ra răng dáng tươi cười có chút cứng nhắc, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị Sephiria chà đạp thời gian. Ra răng có chút hối hận, hắn hẳn là để hơi huấn luyện hắn. Sefiria khởi sướng điên từ đến không biết thủ hạ lưu tình, nhất là tại biết mình có được tiên đậu tình huống dưới, muốn để nàng lưu tình liền càng thêm không có khả năng. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 37 Phi Tóc trưởng thành nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ai bảo ngươi xuất thủ thời điểm dùng hết toàn lực, lúc chiến đấu một điểm đường lùi cũng không lưu lại, ngươi liền đợi đến bị người thu thập đi một tiếng bất mãn hết sức quát lớn, Sephiria thước tha dáng người bỗng nhiên xuất hiện tại ra bên người, trắng nõn bàn tay hướng về phía trước đẩy, ẩn chứa to lớn lực đạo bàn tay đánh vào ra ran trên thân, hai bên gió mạnh lạnh thấu xương, ra ran thân thể một trận lão đảo, đột nhiên hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Nhanh đứng lên cho ta, trong chiến đấu chân chính, địch nhân sẽ cho ngươi thời gian nghỉ ngơi sao. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kịch liệt công kích lại một lần nữa đến phốc một cái ra rang trong miệng nhìn không được phun ra một vòng máu tươi ngẩng đầu lại đối mặt sephiria cái kia tràn ngập sát khí khuôn mặt đây là một cái bình thường buổi sáng ánh nắng tươi sáng vân đạm phong khinh khí hậu vừa vặn thoải mái nhưng là đối với ra rang đến nói khoảng thời gian này lại chỉ có thể dùng ác mộng để hình dung hơn 10 ngày đến nay sephiria mỗi ngày đều sẽ đến huấn luyện ra rang xác thực như trước kia không giống lúc huấn luyện sẽ dạy hắn rất nhiều chiến đấu bên trong cần thiết phải chú ý hạng một công việc, để ra rằng lập tức học tập được rất nhiều. Nhưng là duy nhất để người không thể tiếp nhận chính là, nữ nhân này thật sẽ không thủ hạ lưu tình, mỗi một lần hạ thủ đặc biệt hung ác, không đem hắn đánh cho gần chết liền quyết không bỏ qua. Dựa theo Sephiria đến nói, chân chính địch nhân sẽ không cho ngươi một lần nữa đứng lên cơ hội. Cỡ nào lời lẽ chí lý? Ra rang từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía sephiria ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định thân thể hư lóe lên giống như một nhánh bắn nhanh mà ra mũi tên nháy mắt xuất hiện tại sephiria bên người sephiria khẽ gật đầu khóe miệng toát ra mỉm cười đang lúc ra rang coi là muốn được tay thời điểm sephiria hướng về bên cạnh có chút bên cạnh nghiêng tránh thoát ra rang công kích về sau mảnh khảnh cánh tay ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung quang mang trong suốt bỗng nhiên lấp lánh giống như tinh quang lấp lóe ra răng lọc vào công kích lại một lần như như đạn pháo bay ra. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Ra răng động tác dần dần linh hoạt, lúc chiến đấu bắt đầu có ý thức tiến hành suy nghĩ, tổng kết ứng đối được mất. Tại Sephiria có ý chỉ điểm dưới, thân thể nhanh chóng hấp thu chiến đấu chất dinh dưỡng. Đuổi theo tốc độ của ta, ta đem lực lượng ép đến cùng ngươi không sai biệt lắm trình độ, nếu như ngươi có thể tiếp nhận công kích của ta, như vậy cũng đã là một cái hợp cách chiến sĩ cùng phong gào thét bên trong, Sephiria thân thể không ngừng chấp động, màu đen mái tóc bay múa, đôi mắt nhìn về phía xa xa ra ràng, đột nhiên lóe lên, tại chỗ thân ảnh trở nên hoàn toàn mơ hồ, xuất hiện lần nữa đã đi tới ra bên người. Xoay qua thân một cái đấm thẳng đánh ra. Tàn ảnh. Ra thấy thế, con mắt hiếp hiếp, trong mắt không ngừng chuyển động, tìm kiếm lấy Sephiria tung tích. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu không khí gần sóng gây nên hắn chú ý, ra rang cấp tốc làm ra phản ứng thân thể lay động một trận hư thỉm xuất hiện tại 10 mét có hơn mà liền tại ra rang thân ảnh biến mất về sau một con mảnh khảnh bàn tay đánh tới rốt cục có chút tiến bộ sephiria nhẹ gật đầu tiếp tục hướng ra rang công kích t ra rang ngực đột nhiên đau đớn một hồi lập tức một đạo mảnh liệt tiếng va đập nguyên lai là sephiria đem hắn kích thương ra rang rồi một cái miệng thở hổn hển ngắn ngủi sau khi chiến đấu hắn thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Thân thể vội vàng vọt lên, đến giữa không trung thời điểm lại cấp tốc trẻ ngoặt, ngay tại khoảng cách Sephiria cách xa một bước vị trí bên trên, thân thể vậy mà lần nữa thay đổi tư thế, hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh lưu tại giữa không trung, mà thân ảnh của hắn vậy mà quỷ dị đi vào Sephiria phía sau, hai tay hướng phía Sephiria cái đuôi chọc tới. Kỹ xảo chiến đấu đã đạt tiêu chuẩn, nhưng là không đủ kinh nghiệm. Sephiria lạnh lùng thanh âm ở bên tai vang lên, ấm áp xúc cảm để ra rằng cảm giác được không ổn. Một tia mồ hôi lạnh đột nhiên từ phía sau lưng toát ra, thân thể vội vàng chuyển động, hưu một cái chạy trốn. Khẽ cười một tiếng, Sephiria duỗi ra ngón tay, hai ngón tịnh kiếm. Không kích. Lạnh lùng hô lên một câu, không khí phản phất bị khuấy động đồng dạng, trong khoảnh khắc sôi trào lên. Phần Phật. Một đạo lóng lánh hào quang ống ánh sóng năng lượng phóng thích mà ra, đối mặt tình huống như vậy, ra ràng trong ánh mắt hiện lên một tia điện, giờ cánh tay lên nắm chặt nắm đấm, gương mặt non nớt bên trên tràn ngập nghiêm túc. Tình không pháo. Một quyền vung ra, vô hạn tinh quang lóe lên. Mênh mông lực lượng đột nhiên bộc phát, giống như tìm được phát tiết miệng đồng dạng một mạch như như hồng thủy điên cuồng dân trào ra. Oanh! 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 hai cổ năng lượng ở giữa không trung chạm vào nhau lập tức giống như phát sinh hủy thiên diệt địa oanh kích to lớn mây hình nắm đột ngột từ mặt đất mọc lên mặt đất nhao nhao nứt ra một cổ mảnh liệt sóng xung kích trực tiếp gọt đi một tầng đất nhưỡng lưu lại một cái hình tròn lõm xuống khu vực khụ khụ ra ràng khóe miệng tràn ra tư dịch quần áo trên người trở nên rách mướt, sau đó đại não một trận choáng ván, bởi vì siêu phụ tải sử dụng năng lượng mà đã hôn mê tại ra răng sau khi ngã xuống đất Sephiria thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, ông hắn lên đưa đến một cái trong hồ, sau đó đem hắn ngâm mình ở trong nước. Hưu Một đạo quan mang lấp lóe, hơn từ trong trọng lực thất tu luyện kết thúc, đi vào Sephiria bên người. Ra rang vậy mà tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày liền nắm giữ tất cả kỹ xảo, trở thành một tên chân chính chiến sĩ, loại học tập này năng lực thật là mạnh. Phải biết ta lúc đầu đạt tới hắn trình độ như vậy, không sai biệt lắm là 10 tuổi thời điểm. 10 tuổi lúc Hoàng Mỹ nắm giữ 1.000 sức chiến đấu, liền xem như ở trên cấp trong chiến sĩ đều hết sức ưu tú. Hơn thân là thượng cấp chiến sĩ, kinh lịch vô số chiến đấu, cũng là tại 10 tuổi về sau mới đạt tới 1.000 sức chiến đấu, 26 tuổi thời điểm đạt tới 4.000 sức chiến đấu. Sephiria sững sờ nhìn xem trong ao ra rằng gật đầu. Người khác không biết, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, kỳ thật ra rằng căn bản không phải cái gì thượng cấp chiến sĩ mà là phổ thông trung cấp chiến sĩ nhưng chính là như thế một cái trung cấp chiến sĩ tốc độ tu luyện thế mà so thượng cấp chiến sĩ nhanh hơn quả thực là không thể tưởng tượng nổi coi như năng lượng phương diện có thể từ phòng trọng lực tu luyện giải thích nhưng là kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng tuyệt đối chỉ có thể dựa vào thực chiến sephiria là thật sự rõ ràng cảm nhận được ra rằng mỗi một ngày đều đang trưởng thành mấy ngày ngắn ngủi công phu liền như là bọt biển hấp thu một chút xíu hấp thu nàng chiến đấu lý niệm ra rằng người đệ đệ này của nàng chỉ sợ là có được phi thường khủng bố năng lực học tập rất nhanh ra rằng liền từ trong ao vừa tỉnh lại làm nghe nói sephiria đem hắn ném ở trong nước sau trực tiếp mặc kệ không hỏi mình chạy tới phòng trọng lực lúc tu luyện ra rằng trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nàng đối tu luyện cùng nhiệt một điểm không thể so vegeta chênh lệch mỗi lần tìm không thấy nàng liền biết lại đi phòng trọng lực. Phải biết thích hợp nghỉ ngơi mới có thể tốt hơn điều tiết thân thể, khổ nhàn kết hợp, cũng không sao khổ tu tới chênh lệch, chỉ tiếc Sephiria nghe không được đi. Ra rằng ta có một dạng đồ vật muốn cho ngươi. Cơm nước xong xuôi, Sephiria đem một cái USB đồng dạng đồ vật lấy ra. Đây là cái gì? Sephiria một bên ăn một bên nói ra đây là ta tại phá hủy yoga tinh nhân phòng chỉ huy lúc, từ bọn hắn cùng Free Ash và quân đoàn thông tin trong ghi chép copy xuống tới, bên trong giống như ghi lại tất cả người sa gian nhiệm vụ tin tức. Cái gì? Ra Rà ràng hết sức kinh ngạc, vội vàng lau, chùi đi dầu mở tay tiếp nhận USB đánh giá. Hơn nghe nói bên trong ghi lại người sa gian tin tức, biểu lộ cũng nghiêm túc. Đó có phải hay không nói, chúng ta có thể tìm được những cái kia lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Sephiria nói: Đại khái có thể chứ, nếu như Freeza quân đoàn chưa kịp tìm tới bọn hắn, hẳn là còn có không ít người sống sót. Chỉ là thành quy mô người Sai Gian tiểu đội hẳn là đều đã theo hành tinh Vegeta cùng một chỗ hủy diệt. Lưu lạc bên ngoài người Sai Gian đa số là hạ cấp chiến sĩ, hoặc là càng thêm nhỏ yếu không phải nhân viên chiến đấu, trung cấp chiến sĩ hoặc là thượng cấp chiến sĩ đều có mình tiểu đội. Tiếp vào Freeza quân đoàn chỉ thị sau đều đã trở về hành tinh Vegeta chỉ có những cái kia không được coi trọng hạ cấp chiến sĩ, hoặc là từ nhỏ lưu vong, trục xuất chi tử, mới có thể không người chiếu ứng. Nói không chừng còn tại một ít vắng vẻ tinh cầu bên trên sinh tồn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 May mắn còn sống sót người sa gian. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra? Hơi kích động sau khi có chút trách cứ, sephiria hẳn là sớm một chút đem thứ này lấy ra a à? sephiria mắt nhìn ra rằng nói thẳng lúc ấy ra rằng năng lực vô pháp mang theo mọi người cùng nhau chuyển di mà phi hành máy lại quá mức bắt mắt ta coi như đem cái này cơ sở dữ liệu lấy ra cũng không có tác dụng gì hơn im lặng một cái thở dài đúng là dạng này sephiria nói tiếp nhưng là bây giờ khác biệt theo ra rằng lực lượng tăng lên mang người chuyển di đã không có trước đó khó khăn như vậy, tăng thêm tiên đậu ủng hộ, nói không chừng có thể mang về mấy tộc nhân. Đúng vậy, nhất định có thể. Hơi kích động lên, bây giờ cách hành tinh Vegeta hủy diệt còn đi qua hơn một tháng, phi và quân đoàn hành động lại nhanh, một chút tinh cầu xa xôi người sai gian hẳn là còn không có bị tìm tới. Người sai gian nhất tộc còn không có triệt để diệt vong. Hơi trong lòng tràn ngập hy vọng, lúc đầu coi là người sai gian liền chỉ còn lại ba người bọn hắn mặc dù sephiria là nữ tính người sai gian nhưng là hơi trong lòng còn nghĩ lấy thê tử của mình sinh sôi hậu đại chỉ có thể là sephiria cùng ra rang hai người nhưng là ngay cả như vậy cũng liền nhiều nhất kéo dài đời thứ nhất về sau khẳng định không thể sinh sôi xuống dưới như vậy người sai gian liền cùng diệt tuyệt đồng dạng mấy chục năm sau như thường sẽ biến mất nhưng là hiện tại khác biệt có trong tay phần tài liệu này kho tăng thêm ra trang chuyển di năng lực, tuyệt đối có hy vọng đuổi tại phi S gia quân đoàn trước đó tìm tới một ít tộc nhân. Không cần quá nhiều, có cái 200 cái, chỉ cần nam nữ số lượng vừa phải, người sai gian nhất tộc liền có thể kéo dài tiếp. Chúng ta đi đem bên trong số liệu đọc lên tới. Ra ràng nói một câu. Thế là mấy người vội vàng tẩy người đứng đầu, cẩn thận đem chứa tài liệu trọng yếu USB cắm đến phi thuyền số liệu tiếp lời bên trên, phi thuyền máy tính rất nhanh phân biệt ra bên trong số liệu, rộng lượng trong màn hình lít nha lít nhít thành hàng lấy từng cái tin cầu tin tức, cùng chấp hành nhiệm vụ người sai gian tin tức. Thật thật nhiều, chúng ta cần thật tốt phân biệt một cái. Cuối cùng một phen thương nghị, mấy người quyết định trước từ lân cận mấy ngôi sao cầu tìm lên, đại khái xuất muốn tìm một chút tư chất còn tốt tộc nhân. Ra Rà Ran hỏi ra một vấn đề nếu như đến lúc đó những người kia không nguyện ý đi theo chúng ta trở về làm sao bây giờ người sai Giang cũng là kiêu ngạo không tuần hạng người không phải nói ngươi muốn mang đi người ta liền sẽ nghe theo chắc chắn sẽ có mấy cái ác liệt lại cả gan làm loạn gia hỏa sephiria đôi mắt hiện lên một đạo hàng quan không nguyện ý đi theo trước giáo huấn một lần thực tế không nghe lời liền trực tiếp dết chết hơn đồng dạng một mặt sát khí ta đồng ý sephiria cách làm tại chúng ta cánh chim không gió trước đó tuyệt đối không thể bại lộ tung tích của chúng ta ra răng gật đầu giết chết những cái kia không đồng ý đây là trực tiếp nhất biện pháp dù sao bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị freeze và quân đoàn người giết chết như vậy mình liền từ giữa chọn lựa chút thích hợp mang về ra răng tuyệt đối không muốn vất vả một trận lại mang về một chút bạch nhãn lan ra răng ta đi chung với ngươi sephiria ánh mắt sáng ngời nhìn xem ra răng Đúng, để Sephiria đi theo, nàng có thể bảo hộ ngươi an toàn, mà ta liền canh giữ ở phê hành tinh, chờ các ngươi trở về. Hơi gật đầu nói, ra rằng an toàn so cái gì đều trọng yếu. Ra rằng suy nghĩ một chút, gật đầu. Được rồi, chúng ta cùng đi. Mặc dù ra rằng sức chiến đấu đã nhanh tiếp cận một nghìn, thực lực như vậy tại trong vũ trụ không thể xem như kẻ yếu, dù sao ra 1.500 sức chiến đấu liền dám không chút kiên kỵ tại trong vũ trụ ghé qua, có thể thấy được lực chiến đấu như vậy đã không yếu, nhưng là thật muốn lời nói, cũng tuyệt đối không thể nói mạnh bao nhiêu. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, mang lên một cái bảo tiêu là rất trọng yếu, Sephiria cùng hơi ở giữa, ra Rà ràng đương nhiên lựa chọn Sephiria. Dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, ở cùng một chỗ nghe mùi thơm cũng là đắc ý sau đó hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ra ràng để Sephiria ôm chặt thân thể của mình, sau đó bắt đầu thi triển, chuyển di thuật, thân thể cảm nhận được một cổ ôn nhu xúc cảm, ra ràng viết một cái miệng, chuyển di thuật cấp tốc phát động, theo một đạo bạch quan hiện lên, thân ảnh của hai người cấp tốc từ Frey trên hành tinh biến mất. Nhìn qua ra ràng tỷ đệ biến mất thân ảnh, hơi khóe miệng rung nhẹ nhẹ, dùng sức nắm lấy nắm đắm. Người sai gian nhất tộc, có thể hay không kéo dài tiếp, liền xem bọn hắn cách mấy cái tinh hệ bên ngoài địa phương, ra ràng thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện. Chính là chỗ này, hơn vạn hành tinh, dựa theo tư liệu bên trong số liệu, nơi này có một cái hạ cấp chiến sĩ. Ra ràng mở ra máy thăm dò, rất nhanh lục soát trên hành tinh mặt số liệu, khóe miệng hơi dương lên. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, cái kia người sai gian còn sống. Đi. Sephiria ôm lấy ra ràng, sáu nghìn sức chiến đấu năng lượng thốt nhiên bộc phát thẳng tắp năng lượng xạ tuyến phóng lên tận trời sephiria mang theo ra ràng nhanh chóng hướng phía năng lượng nguyên tới gần một đường xuyên qua rậm rạp rừng cây cùng bao la thảo nguyên vượt qua vài tòa núi cao về sau hai người tới một mảnh tương đối khoáng đạt đồi núi khu vực hai bên dãy núi chập trùng tĩnh mịch lão lâm bên trong chim hót thanh âm oa oa vang lên âm âm một trận tiếng vang kịch liệt quanh quẩn chân trời lập tức đại địa bắt đầu run run, nương theo lấy tráng kiện đại thụ ầm vang sụp đổ, trên rừng rậm không dân lên liên tiếp nồng hậu dày đặc sương mù. Trong rừng rậm, một cái nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi tiểu hài tử, đang cùng một đầu cự hình khủng long vật lộn, va chạm càng ngày càng kịch liệt, mãnh liệt va chạm rung chuyển đại địa, dày đặc rừng cây khoảnh khắc được mở mang ra một mảnh đất trống. Tiểu hài tử kia cười ha ha, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hung quang, trong tay không ngừng phóng xuất ra màu xanh thẳm sóng năng lượng, phanh 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 đánh vào khủng long trên thân, khiến cho cự thú phát ra thảm liệt trên rỉ, thật dài cổ hướng bên cạnh nghiêng một cái, hoàn toàn ngất đi. Nhìn xem con mồi của mình rốt cục ngã xuống đất, tiểu hài tử này cười to lên. Hắn không biết, mình làm hết thảy đều rơi xuống hai người trong mắt. Ra ràng tung bay ở không trung, khóe miệng hơi nhếch lên, chính là gia hỏa này, Asiri, 10 tuổi, Hạ cấp chiến sĩ, sức chiến đấu 280, tại hạ cấp trong chiến sĩ xem như không sai. Sephiria bình thản nhìn xem, đem hắn đánh ngất xỉu trực tiếp mang đi, không hỏi thăm một cái đối phương ý kiến. Cũng đúng, nếu là mang về lại không nguyện ý phối hợp chúng ta, ngược lại trắng lãng phí không trên đường đi tiêu hao tiên đậu, vậy liền hỏi thăm một cái đi. Sephiria trong mắt tiên đậu là mười phần quý giá. À, các ngươi là ai? tên là Asiri người sa gian trông thấy Sephiria cùng ra rang, vừa muốn hỏi cái gì thời điểm, Sephiria một cái tránh gấp xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp bóp nát Asiri bên tai năng lượng máy thăm dò. Bành Nhìn thấy năng lượng của mình máy thăm dò bị bóp thành mảnh vỡ, Asiri phẫn nộ nói. Người đang làm gì? Thế mà hủy đi ta máy thăm dò. Sephiria sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị khí thế thả ra ngoài. Tiểu quỷ, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, tốt, ngươi nói. Cảm nhận được Sephiria sát khí trên người, Asiri sắc mặt không khỏi trắng bệt, nhìn về phía Sephiria ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Tìm kiếm người sống sót Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Các ngươi nói, hành tinh Vegeta đã hủy diệt rồi tên là Asiri người sai gian biết được hành tinh vegeta hủy diệt tin tức về sau âm thanh run rẩy trên mặt đã không có trước đó như thế kiêu ngạo không tuần phách lối sephiria lãnh đạm ánh mắt rơi xuống trên người hắn không sai hiện tại cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất đi theo chúng ta đi chúng ta dẫn ngươi đi một cái sẽ không bị người tìm tới tinh cầu thứ hai tiếp tục lưu lại nơi này chúng ta sẽ không quản ngươi bây giờ chọn lựa đi các ngươi sẽ không tổn thương ta không sai. Sephiria nhìn về phía đối phương, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ sắc bén. Nếu là trước mắt cái này người sa giang làm ra chính xác lựa chọn còn tốt, nếu là lựa chọn lưu tại nơi này, như vậy vì không tiết lộ nhóm người mình tin tức, Sephiria vô luận như thế nào cũng sẽ không giữ lại gia hỏa này tính mệnh. Một lát sau, người sa giang Asiri đi qua suy nghĩ, làm ra quyết định, nhỏ giọng nói. Ta nguyện ý đi theo các ngươi lựa chọn sáng suốt. Ra ràng tán thưởng một tiếng, tiểu tử này coi như thức thời, bởi vậy bảo trụ một cái mạng. Hắn biết vừa rồi Sephiria trong lòng kỳ thật đã đồng sát cơ, trong lòng không khỏi cảm thán. Sephiria không hổ là sát phạt quả đoán người sai gian, đổi lại là chính mình nói không chừng lại còn không nhẫn tâm như vậy, phương diện này muốn hướng nàng học tập. Lựa chọn của ngươi là chính xác, người sai gian liền thừa chúng ta mấy cái, không nên tương hổ ngờ vực vô căn cứ. Sephiria trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa, dáng tươi cười, không có chút nào vừa rồi ai sức tránh xa người ngàn dặm lạnh ý. Ra rằng ánh mắt liếc nàng một chút, vừa rồi trong lòng ngươi là dự định giết người đi. Sephiria hướng phía ra rằng cười một tiếng, ra rằng ngơ ngác một chút, lập tức đi theo cười lên. Asiri cũng nở nụ cười, hỏi: chúng ta muốn làm sao rời đi, các ngươi cũng là cưỡi phi thuyền đến a? À? Không cần phiền toái như vậy phi hành khí ngược lại sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Sau đó, Ra Rang cùng Sephiria tại Asiri dẫn đầu xuống tới đến Asiri lúc trước phi thuyền hạ xuống địa điểm, ở nơi đó tìm được viên kia màu trắng hình cầu phi hành khí, hướng phía phi hành khí trong khoang phóng xuất ra một đạo Energy Way, một tiếng ầm vang tiếng vang, hình cầu phi hành khí từ bên trong bắt đầu thiêu đốt, khó ngửi đốt cháy khét vị truyền ra. A, à, các ngươi hủy phi hành khí, ta nhìn như thế nào mới có thể rời đi? Asiri khẩn trương nói. Đừng nóng vội, chúng ta tự nhiên có biện pháp. Ra rang một mặt trấn định, thanh âm lạnh nhạt nói. Asiri nghi hoặc nhìn về phía ra rang, ra rang thần bí cười một tiếng, sau đó nắm lên hắn bắt đầu phát động chuyển di thuật, Sephiria phi thường tự nhiên dựa đi tới, theo một tia chớp, ba người hưu một cái từ tinh cầu bên trên biến mất. Đương nhiên, ra rang cũng không có đem Asiri trực tiếp đưa đến phây hành tinh, sau đó tại mấy lần chuyển di về sau, đáp xuống khoảng cách phê hành tinh không phải rất xa một khỏa tinh cầu bên trên. Đây là một viên cấp thấp tinh cầu, tên gọi hành tinh Cassia, phía trên trừ động vật hoang dã phong phú bên ngoài, cũng không có trần quý khoáng sản tài nguyên, cho nên không tại Free Asia quân đoàn chinh phục mục tiêu liệt kê. Ra ràng tiếp xuống dự định đem tất cả tìm tới người sai gian toàn bộ tụ tập ở đây, trước quan sát một đoạn thời gian, chờ xác định những này người sai gian tất cả đều phục tùng về sau, lại làm cái khác dự định, dù sao người sai gian trời sinh đều là kiêu căng khó thuần tính cách, ra ràng không có dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ. Người trước tiên ở nơi này đợi, kế tiếp còn sẽ có cái khác người sai gian tới, các ngươi không muốn phát sinh xung đột. Tốt, tốt. Asiri sắc mặt trắng bệt, liên tục không ngừng gật đầu, nhìn về phía ra Rang trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hướng phía Sephiria nhẹ gật đầu, ra ràng nói ra. Chúng ta đi tới một mục tiêu. Sephiria quan thầm nghĩ, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Ra Rang lắc đầu, trực tiếp đem một viên tiên đậu ăn, không cần, thời gian của chúng ta cũng rất cấp bách. Sephiria gật gật đầu, dựa vào qua thân đến để Ra Rang nắm ở bờ eo của mình, sau đó tại người Sa Gian Asiri ánh mắt kính sợ bên trong hóa thành một sợi quan ảnh biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp tinh cầu, Ra Rang tìm được mục tiêu của bọn hắn, là một cái bốn tuổi nhiều một chút nữ tính người Sa Gian bởi vì tuổi còn quá nhỏ đối sephiria bọn hắn căn bản không có sức chống cự cùng trước đó mang đi Asiri đồng dạng một trận uy bức lợi dụng rất nhanh liền bị bọn hắn lắc lư lấy đến hành tinh cassia những tháng ngày tiếp theo bên trong ra cùng sephiria không ngừng tại từng cái tinh cầu nhảy chuyển mang về người sai gian càng ngày càng nhiều đương nhiên toàn bộ quá trình bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió bọn hắn cũng gặp phải không ít người phản kháng có mấy cái người sai gian căn bản không tin ra rang bọn hắn, hoặc là tin tưởng lại không nguyện ý đi theo đám bọn hắn rời đi, những người này đều không ngoại lệ đều bị Sephiria quả quyết xử lý. Theo thời gian từng giờ trôi qua, lưu vong bên ngoài người sai gian tung tích càng ngày càng khó tìm, bọn hắn nếu không phải là đặc biệt xa xôi, không có tìm kiếm ý nghĩa, nếu không phải là tìm được, thế nhưng lại phát hiện đối phương đã bị Free và quân đoàn người giết chết. Thậm chí có đến vài lần, ra bọn hắn trực tiếp cùng Phi và quân đoàn người đụng thẳng, những này phụng mệnh truy sát người sai gian người ngoài hành tinh, phổ biến sức chiến đấu tại một hai ngàn trái phải. Quá lợi hại người ngoài hành tinh ra tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá tại Sephiria bảo vệ dưới, cũng không có nhận một điểm tổn thương. Mà tại gặp được thực lực không kém nhiều người ngoài hành tinh lúc, Sephiria liền sẽ dẫn đầu phá hủy đối phương liên đường máy, sau đó để ra rằng tiến hành tôi luyện. Ngược lại là thật tốt soát một phen kinh nghiệm chiến đấu, xem như thu hoạch ngoại ý liệu. Ước chừng hai tháng sau, Ra Rang định chỉ đối người Sai Giang tìm kiếm, lúc này tụ tập tại hành tinh Cassia người Sai Giang đạt tới 200 số lượng. Những này người Sai Giang bên trong có hơn phân nửa là vị thành niên tiểu hài, thành niên người Sai Giang chỉ có 60 người. May mắn chính là những này người Sai Giang nam nữ tỷ lệ coi như cân đối, kéo dài người Sai Giang huyết mạch đã không phải là vấn đề đợi đến tương lai những này người Sai gian toàn bộ trưởng thành, không tính nửa đường hao tổn tình huống dưới, không sai biệt lắm có thể kết hợp thành chừng 100 đúng, mỗi một đối nhau dưới ba bốn cái hậu nhân, người Sai gian số lượng sẽ phục hồi từ từ. Vì tìm kiếm những này người Sai gian, ra ràng trả giá tiên đậu số lượng cũng là tương đương khả quan, lúc trước từ thần mèo Karin nơi đó giành được 10.000 khỏa tiên đậu, bây giờ chỉ còn lại hơn 5.000 khỏa, thực tế dạy ra ràng đau lòng thật lâu bất quá có trả giá mới có thu hoạch, tương lai những này người Sai gian trưởng thành, hắn cũng có thể tại trong vũ trụ kéo một nhánh thế lực không nhỏ. Chỉ tiết đều là chút hạ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ số lượng chỉ có 10 cái. Ra ra nhìn trước mắt gần 200 cái người Sai gian, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Gần 200 cái người Sai gian, trung cấp chiến sĩ tìm lực người chỉ có 10 cái, mà những này hạ cấp chiến sĩ cùng trung cấp chiến sĩ chung vào một chỗ, sức chiến đấu đạt tới trên một ngàn vậy mà càng ít, chỉ có chỉ là năm người. Cùng thời kỳ toàn thịnh người sai gian nhất tộc so ra, quả thực suy nhược đến có thể bỏ qua không tính. Sephiria nói, người sai gian bên trong vốn chính là hạ cấp chiến sĩ chiếm cứ đại đa số, có một ít thậm chí là chung thân cũng không thể đạt tới một nghìn sức chiến đấu không phải nhân viên chiến đấu, hiện tại có thể từ còn sót lại tộc nhân bên trong tìm tới 10 cái trung cấp chiến sĩ tiềm lực đã coi như không tệ hơi vui vẻ ra mặt. Đúng, có những người này, dù sao người sa gian huyết mạch kéo dài không là vấn đề. Ngẫm lại cũng là đáng thương, lúc trước không ai bị nổi người sa gian nhất tộc, cho tới bây giờ thế mà liền huyết mạch kéo dài đều cần cẩn thận tính toán. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Thiên Phú Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Yên tĩnh hơn 200 người sa gian tụ tập đến hành tinh Cassia về sau, Sephiria bay đến giữa không trung, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem phía dưới người sa gian. Một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chụp tại tất cả mọi người lồng ngực, cảm nhận được đến từ trên bầu trời uy áp, tất cả người sa gian tất cả đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời uy nghiêm bá khí Sephiria, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Ta gọi Sephiria, thượng cấp chiến sĩ. Sephiria tự giới thiệu, nhìn khắp bốn phía nhìn thấy phía dưới người Sai Gian nhiếp với mình lực lượng, không dám lên tiếng, thế là thỏa mãn gật đầu. Ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng là hiện tại cũng cho ta im lặng, ta không có thời gian từng cái trả lời các ngươi. Đem các ngươi mang tới, chỉ là bởi vì không hy vọng người Sai Gian huyết mạch triệt để từ trong vũ trụ biến mất. Ngữ khí vẫn như cũ vô cùng gượng gạo, Sephiria tiếp tục nói ra. Hành tinh Vegeta đã hủy diệt các ngươi là hành tinh vegeta chỉ có một chút may mắn còn sống sót người sai gian từ giờ trở đi tạm thời sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này nơi này có sung túc nước và thức ăn thỏa mãn thỏa mãn cuộc sống của các ngươi cần hành tinh vegeta hủy diệt là bởi vì thực lực bản thân không đủ cường đại ta muốn các ngươi đem phần này không cam lòng vĩnh viễn ghi ở trong lòng chính là bởi vì thực lực của chúng ta không đủ mới khiến cho trong vũ trụ có người dám xuống tay với chúng ta để đường đường người sai gian nhất tộc tao ngộ cơ hồ diệt tộc nguy cơ mặc dù trong các ngươi tuyệt đại đa số đều là hạ cấp chiến sĩ có chút thậm chí chú định tương lai liền một nghìn sức chiến đấu đều không đạt được nhưng là chỉ cần người sai gian huyết mạch vẫn tồn tại vậy thì có hy vọng nói đến đây sephiria trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hàng quan lạnh lẽo một mặt tàn khốc nói nhưng là ta đã nói trước ở đây tuyệt đối không cho phép nội đấu đây là thứ nhất thiết luật phạm là xúc phạm điều quy tắc này người, hết thảy đánh chết. Đừng cho là ta là nói cười, đã đến nơi này liền ngoan ngoãn nghe lời, muốn phản kháng, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Tốt, vô luận các ngươi có đồng ý hay không, tiếp xuống tiếp nhận an bài, bởi vì người sai giang chỗ gặp phải tình huống 10 phần nghiêm trọng, cho nên từ giờ trở đi, trưởng thành người sai giang phải chịu trách nhiệm đối tuổi nhỏ người sai giang tiến hành huấn luyện, vô luận cường độ như thế nào. Cam đoan tuổi nhỏ người Sa Giang bình thường trưởng thành. Sephiria khí tràn mười phần, giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương, lạnh thấu xương bá khí đè xuống mặt tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Dưới đáy người Sa Giang thừa nhận Sephiria khiếp người khí tràn, vốn là thừa hành cường giả Vi tôn người Sa Giang nhóm đã cảm giác được Sephiria cường đại. Cái mới nhìn qua này thiếu nữ bộ dáng người Sa Giang, thực lực cường đại hơn bọn hắn quá nhiều tăng thêm Sephiria thượng cấp chiến sĩ thân phận, thực lực mạnh, thân phận cũng đủ, rất nhanh liền khiến cái này người sai Giang không có phản kháng ý tứ, từng cái thành thành thật thật tuân theo Sephiria an bài. Sephiria để bọn hắn kiến thiết sinh hoạt căn cứ, bọn hắn cũng tất cả đều làm theo, sau đó thành niên người sai Giang bắt đầu dẫn đầu huấn luyện những cái kia không có thành niên hài tử, hết thảy tự hồ cũng nhìn qua tiến hành đâu vào đấy. Hơi nhìn thấy những người sai gian đó phản ứng, cười đối ra rang nói, tỷ tỷ ngươi trời sinh có được cường giả khí tràng, rất thích hợp làm một cái người dẫn đầu, tại hành tinh Vegeta còn tại thời điểm, danh thiên tài liền đã mười phần hiển hách. Nếu như hành tinh Vegeta không có hủy diệt, hẳn là sẽ thành tựu một sự nghiệp lẫy lưng. Ra rang gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù Sephiria bình thường tính cách lãnh đạm, nhưng là khí trang sát thực cường đại, mà lại nàng đủ hung ác, người bình thường đứng tại bên cạnh nàng, tuyệt đối sẽ rất có áp lực. Sephiria thiên phú chi cao, liền xem như cùng người sa gian vương tử Vegeta so ra, cũng không chút thua kém. Có được như thế thiên phú tu luyện người sa gian, đổi lại những người khác tuyệt đối vô pháp bị Vegeta vương dung nhẫn, nhưng là Sephiria lại thật tốt sống tiếp được, phải nói nhờ có nàng nữ tính thân phận của người Sai gian. Như thế ưu tú nữ tính, có lẽ Vegeta vương trong lòng đã sớm đối nạn tương lai có an bài. May mắn hành tinh Vegeta hủy diệt nhìn xem ở trên trời uy phong lẫm liệt Sephiria, ra thì thầm trong lòng. Trấn an những này người sai gian về sau, Sephiria đi vào ra bên cạnh của bọn hắn, đi thôi, chúng ta về phê hành tinh, trước hết để cho những người này ở đây nơi này sinh hoạt. Người cái này mặc kệ bọn hắn rồi. Ra hỏi. Sephiria lộ ra bình thản dáng tươi cười. Chính ta tu luyện cũng không kịp, quản bọn họ làm cái gì, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Ra răng lật một chút bạch nhãn. Nhìn ngươi vừa rồi nói đến như vậy nhiệt huyết sôi trào, còn tưởng rằng ngươi muốn thu biên bọn hắn đâu. Sephiria, ta không có nhàm chán như vậy, những này hạ cấp chiến sĩ tương lai cho ăn bể bụng đạt tới mấy ngàn sức chiến đấu, ta muốn bọn hắn làm gì, lại nói, ai biết trong lòng bọn hắn đến cùng có tức giận hay không, trước quan sát mấy năm lại nói. Hơi nhún vai, không có vấn đề nói. Chỉ cần người sai gian huyết mạch kéo dài tiếp bọn hắn thực lực xác thực không có trọng yếu như vậy. Trên địa cầu liền có một cái hạ cấp chiến sĩ, tương lai có thể trở thành Super Saiyan. Ra ra nghe được bọn hắn nói như vậy về sau, trong lòng nhã rảnh nói. Đương nhiên, Sephiria cùng hơi không có khả năng giống ra rằng như thế thông hiểu kịch bản, biết về sau sẽ có một cái tên là làm son Goku hạ cấp chiến sĩ đi qua tu hành, đạt tới liền lên cấp chiến sĩ cũng vì đó theo không kịp độ cao đứng tại góc độ của bọn hắn, hạ cấp chiến sĩ sao không được trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ, đây quả thật là không có vấn đề lớn. Người sai gian tìm lực như thế nào, rất lớn trình độ quyết định tại lúc sinh ra đời sức chiến đấu cùng hậu thiên bồi dưỡng, trong đó hậu thiên bồi dưỡng chiếm cứ quan trọng hơn vị trí. Song Goku cùng Vegeta sau lại vì cái gì có thể đủ số lần đánh vỡ thân thể hạn chế, đạt tới Super Saiyan cấp độ tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ người sai gian huyết mạch tăng thêm một cái phòng trọng lực tu luyện đơn giản như vậy. Quả thật trọng lực tu luyện cho Son Goku bọn hắn rất lớn trình độ viện trợ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phụ trợ mà thôi. Phải biết trong vũ trụ bội số lớn trọng lực tinh cầu rất nhiều, người sai gian bốn phía chinh chiến, không phải là không có đụng phải, nhưng cũng không thấy bọn hắn tiến bộ bao nhiêu. Son Goku bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, chủ yếu là bởi vì biết được cao thâm phương pháp tu luyện nhìn xem Son Goku kinh lịch, tuổi nhỏ lúc bái nhập võ thuật chi thần quy tiên nhân môn hạ, về sau lại tại tháp Karin tiếp nhận thần mèo Karin chỉ điểm, sau khi lớn lên còn tiếp nhận thiên thần cùng bắt cai ô chỉ điểm. Quan trọng hơn chính là, Son Goku có mang một viên xích tử chi tâm, có thể tâm vô bàn vụ chuyên tâm tại tu luyện, những này tiến hành theo chất lượng, dần dần trưởng thành kinh lịch đều vì hắn đột phá thiên phú bên trên tràng buộc đánh xuống cơ sở vững chắc mà Vegeta thì là trời sinh liền có tu luyện tài năng thượng cấp chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú cùng năng lực lĩnh ngộ, để hắn vẹn vẹn thông qua cùng Son Goku chiến đấu, liền rất nhanh tìm tòi đến khí vận dụng. Những này đều không phải phổ thông hành tinh Vegeta người sai gian có thể sánh ngang. Thiên phú vật này, có đôi khi thật rất trọng yếu. Hành tinh Vegeta những này người sai gian phổ biến đến nói hẳn là không tính là đặc biệt ưu tú, đối với bọn hắn mà nói Super Saiyan chính là một cái truyền thuyết, giống Song Goku, Vegeta như thế không ngừng đột phá tự thân cực hạn người Saiyan ít càng thêm ít, đối bọn hắn đến nói, hơn 10.000 sức chiến đấu liền đã đỉnh thiên, lại hướng lên, nhất định phải đi qua cao thâm tu luyện. Phổ thông người Saiyan chiến sĩ tại không biết được cao thâm phương pháp tu luyện tình huống dưới, cho dù có phòng trọng lực, cũng không có khả năng giống Song Goku như thế như kỳ tích trưởng thành. Người người đều muốn trở thành Super Saiyan hoàn toàn là không có khả năng. Đương nhiên, liên quan tới người sai gian thiên phú vấn đề, còn có một loại thuyết pháp. Nói là người sai gian cái chủng tộc này sở dĩ cho người ta cảm giác cường đại, hoàn toàn là dính son Goku cùng Vegeta bọn hắn ánh sáng. Ra Rarang cảm thấy dạng này thuyết pháp có sai lầm bất công, bởi vì từ hắn hiểu rõ đến xem, người sai gian có lẽ còn là rất có thiên phú. Chi ít, thân thể của bọn hắn tố chất cùng cự viên hóa năng lực liền so rất nhiều người ngoài hành tinh ưu tú. Trở lại chuyện chính, Sephiria cùng hơi tại bảo hộ người Sai gian huyết mạch kéo dài về sau, trong lòng đã không có nhiều như vậy áp lực, một phen an bài về sau, liền không có muốn tiếp tục quản đi xuống ý tứ. Ra rằng mặc dù trong lòng có đem những này người Sai gian tổ chức thành thế lực dự định, nhưng là trở ngại mình thực lực vẫn còn tương đối nhỏ yếu, liền không có ngoi đầu lên đem hơn 200 người sa gian lưu tại hành tinh Cassia, ba người lập tức tia sáng lóe lên, một lần nữa trở lại phê hành tinh, bắt đầu bình tĩnh tu hành. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.